Rồi, đầu tiên thầy chào các bạn. Hôm nay là cái buổi học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu sang cái nội dung về máy tính. Nếu nói về máy tính ấy, thì ngày nay các bạn được sử dụng rất là nhiều. Các bạn dùng máy tính để các bạn học online để giải quyết các công việc. Đúng chưa? Thì các bạn cũng có thân thuộc một số cái thành phần, nó gọi là những cái component ấy, là những cái thành phần của máy tính. Thì những cái thiết bị ngoại vi, những cái thành phần mà chúng ta sử dụng thường xuyên ấy, thì chúng ta cầm nắm trên tay thì chúng ta sẽ biết rõ, biết rất là nhiều. Tuy nhiên là những cái thành phần nằm bên trong của một cái máy tính thì chúng ta có thể nhiều bạn chưa có những cái cơ hội mở máy ra, bắn máy ra để các bạn nhìn thấy bên trong. Nên có thể một số bạn chưa biết, thì hôm nay chúng ta sẽ học rất nhiều thứ liên quan tới cái ICT, là nói chung ICT là nói về cái ngành về truyền thông, thì thiết bị máy tính nó chỉ là một phần trong cái nội dung mà chúng ta sẽ học thôi, còn lại chúng ta phải học rất là nhiều. Và khi chúng ta học về cái ICT này, ở bước đầu chúng ta hiểu được một cái máy tính nó vận hành như thế nào. Và khi nó bị trục trặc một cái gì đó thì chúng ta hiểu nó để chúng ta kiểm tra, chúng ta có thể xử lý được ở mức cơ bản. Đó là cái mục tiêu mà thầy muốn phổ cập cho các bạn về máy tính. Và một số bạn có ý định thi cái kỳ thi IGCSE. Nó là một cái bằng của ANEC ở lớp 10. Thì các bạn nắm được những nội dung này cũng giúp cho các bạn thi được. Tức là thi cái kỳ thi IGCSE này là kỳ thi của Anh. Các bạn cần phải thi tới 6 môn. Thì một trong những cái lợi thế của các bạn học sinh Việt Nam khi mà thi ấy, thì không chỉ có toán, lý, hóa, đúng không? Chúng ta còn có những môn như là vi tính, tức là chúng ta cũng được học ở Việt Nam. Cũng một số thì chúng ta có thể cập nhật thêm, tự học, bổ sung thêm để chúng ta có thể thi được. Vậy là chúng ta thấy được là 4 môn rồi. Chúng ta có thể thi môn ăn văn hoặc là môn sinh thay vào đây là 5 môn. Môn thứ 6 là các bạn có thể chọn môn kinh tế chẳng hạn. Những cái môn này á, nó rất là tốt. Ví dụ như các bạn thi môn vi tính và môn kinh tế thì nó sẽ giúp ích cho các bạn có rất nhiều cái kiến thức tốt. Không phải vì cái kỳ thi IGCSE này chúng ta mới chọn vi tính với cả kinh tế, mà hai cái này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Bởi vì ngày nay khi mà các bạn làm việc, các bạn thấy rõ nhất là trong cái dịch COVID này thì hầu hết là mọi người sẽ phải làm việc online. Vậy thì chúng ta cần phải có những cái kỹ năng cơ bản về máy tính. Thì lúc này chúng ta sẽ làm chủ được cái công việc mà chúng ta làm trên cái máy tính. Còn về kinh tế thì thầy cũng khuyến khích là các bạn học cái môn kinh tế để các bạn có thể thi. Bởi vì kinh tế ở đây á, là chúng ta có những cái khái niệm về mua bán, về quản lý, về kinh doanh ở mức cơ bản. Bởi vì tại sao? Bởi vì ai cũng muốn cái cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm gì để chúng ta có thể có kiếm được về tài chính nó tốt hơn. Vậy thì cái môn kinh tế này nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Các bạn biết rằng là rất nhiều người học kỹ thuật nhưng mà vẫn mong ước là kinh tế của mình nó tốt hơn. Thì nhiều người học kỹ thuật xong thì có hiểu biết về kỹ thuật rồi thì vẫn muốn mở ra hãng xưởng hay là mua bán linh kiện, mua bán cái gì đó để chúng ta cải thiện kinh tế. Vậy thì để chúng ta có thể làm tốt cái việc đó, phục vụ khách hàng tốt hơn, quản lý mua bán tốt hơn, thì cái môn kinh tế này nó giúp ích cho các bạn. Ví dụ như thầy thấy có những người, người ta học bác sĩ chẳng hạn, học xong thì làm nhiều năm thì muốn mở phòng mạch, mở phòng khám đa khoa, mở này mở kia,
Thì có người thì thành công, có người thì không thành công. Lý do không thành công không phải họ không giỏi về kỹ thuật, mà họ thiếu đi những cái khái niệm kinh tế cơ bản. Thiếu đi khái niệm kinh tế cơ bản. Vậy thì nếu chúng ta được trang bị tối thiểu một số kiến thức về kinh tế, thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta khi chúng ta muốn làm giàu, muốn kiếm thu nhập nhiều hơn, thì kinh tế này sẽ giúp cho các bạn. Do đó thầy nghĩ rằng với thời đại công nghệ 4.0 thì hai cái thứ này chúng ta cần phải lưu tâm là uy tín và kinh tế. Rồi bây giờ thầy khảo sát là bạn nào quan tâm tới bộ môn vi tính và kinh tế sau khi thầy nói, giờ thầy xem. Dù chúng ta học kỹ thuật hoặc bất cứ ngành nghề gì thì hai cái này nó đều cần. Bởi vậy các bạn thấy là ở nước ngoài người ta phổ cập, tức là kiến thức về vi tính người ta phổ cập, chứ không phải là những người theo chuyên ngành về vi tính mới học đâu nhé. Phổ cập thôi đó. Chúng ta phải đạt ở mức phổ cập những cái mà chúng ta sẽ sử dụng máy tính như là một phương tiện, như là một công cụ để chúng ta làm việc, giải công việc, chúng ta giao tiếp với khách hàng, liên hệ với khách hàng, chúng ta quản lý các số liệu mà chúng ta đang mua bán, đang giao dịch, đang làm việc, đúng không? Vậy thì những người có kỹ năng về máy tính là những người sẽ có cơ hội thành công tốt hơn nha. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung mà thầy muốn dạy cho các bạn trong vòng 10 buổi thôi. Thầy không có dạy nhiều, thầy dạy 10 buổi để các bạn có những kiến thức về máy tính. Đó, bây giờ thầy có thể mời một bạn nào đó cho thầy biết rằng đấy, các bạn quan sát trên này này, thì các bạn thấy về một cái hệ thống máy tính thì người ta sẽ chia thành những cái thành phần nào, những cái nhóm. Các bạn có thể quan sát, các bạn chia cho thầy. Thầy gợi ý là nó có 3 nhóm. Bạn nào có thể nhìn quan sát trên này, các bạn chia thầy làm 3 nhóm cho thầy xem. Bạn nào? Mời bạn Hải Minh này chia nhóm cho thầy xem. Dạ. Nhìn quan sát ở trên này, chia nhóm cho thầy xem. Nó có những cái nhóm thiết bị nè, thầy gọi là nhóm, phân làm 3 nhóm. Thầy gọi là cái đầu ra. Chúng ta thấy cái đầu ra nó gọi là cái output. Output. Bây giờ liệt kê cho thầy cái output là bao gồm cái gì này? Output là cái máy in và cái loa. Đầu tiên chúng ta nói cái output quan trọng nhất. Chúng ta thấy số 1 nó là cái gì đây? Cái màn hình. Màn hình hiển thị, nó còn gọi là cái display nha các bạn. Cái display là màn hình hiển thị. Còn một số máy tính bàn nó còn gọi là cái monitor nha các bạn. Tức là nó sẽ hiển thị lên này. Rồi cái số 2, cái output cái số 2 nó là cái nào? Cái số 2 nó là cái loa. Cái loa. Rồi. Cái loa, tại vì chúng ta làm việc thì chúng ta phải có âm thanh khi mà bên kia họ phản hồi. Thì cái loa là cái số 2. Nó còn gọi là cái speaker nha các bạn. Các bạn ghi chú vào. Cái speaker nó là cái loa phát ra bên ngoài. Hoặc là chúng ta có sử dụng cái headset. Đó. Nó cũng gọi là cái headset. Khi chúng ta đội đầu thì cái headset ấy, thì nó bao gồm cả cái tai nghe và cả cái mic trong đó, thì nó gọi là cái headset. Và một số cái nó gọi là cái headphone. Đúng không? Cái headphone. Chúng ta thấy nó gọi nhiều từ lắm. Thì cái headphone thì chủ yếu là có cái phần nghe thôi, người ta không xét cái phần mic. Thì những cái thiết bị mà bao gồm cả mic và tai nghe thì nó gọi là headset. Thì thầy dùng cái từ đặc trưng cho nó, thầy gọi nó là speaker. Rồi, còn cái nào nữa? Bạn Hải Minh cho thầy biết output. Cái nào nữa? Cái máy in. Cái máy in là cái số 3, là cái printer. Thì các bạn thấy những cái gì mà nó xuất tín hiệu ra từ trong máy tính, nó xuất ra ngoài để chúng ta thấy được, nghe được, rờ được, cảm nhận được, thì nó gọi chung là output nhá. Nó gọi chung là output. Thì cái thầy xếp tất cả những cái nhóm này, thầy xếp vào nó là cái nhóm output. Rồi, nhóm thứ hai, thầy mời một bạn khác cho thầy ý kiến.
Mời bạn bạn Minh Hoa có thấy ý kiến. Cái nhóm thứ hai là nhóm nhà. Dạ. Nhóm thứ hai, ngoài output ra thì cái nhóm Input. đã nhóm nào? Input à? À, input. Rồi, lên kê cho thầy coi cái input là những cái nào này. Là cái nào? Input là cái nào? Bao gồm cái nào? Cái bàn phím À, bàn phím. Thì chúng ta sẽ thấy là cái số 1 là bàn phím. Bàn phím nó để làm gì? Để nó nhập các ký tự, nhập các lệnh điều khiển. Tức nghĩa là chúng ta đưa tín hiệu vào bên trong. Giống như là chúng ta ra một cái lệnh để phải xử lý cái gì. Thì tất cả những tín hiệu mà đưa vào bên trong yêu cầu xử lý cái gì hoặc nhận thông tin cái gì. Thì thầy gọi chung nó là cái nhóm input. Nha các bạn, input. Vậy thì cái đầu tiên các bạn thấy được nó là cái bàn phím. Rồi cái thứ hai nó là cái gì? Cái chuột ạ. À, cái chuột. Cái chuột này á, cái chuột này dùng để làm gì à, bạn Minh Hòa? Chuột để làm gì? Để làm gì? Chúng ta dùng chuột rất là nhiều, vậy chuột để làm gì? Bạn nào cho thầy biết hỗ trợ bạn bạn Minh Hòa xem cái chuột để làm gì? Chúng ta dùng chuột rất là nhiều nhưng mà hỏi chuột để làm gì? Thầy mời bạn 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 Vĩ Luân cho thầy ý kiến xem chuột để làm gì? Tôi nghĩ là nó kết nối với máy tính nhỉ? Nếu mà mình ấn vào cái nào thì nó giống như là mình ấn vào cái đấy thì mình di chuyển chuột để mình ấn vào cái trang web của mình xài nó để chúng ta di chuyển chuột để chúng ta đổi cái vị trí đúng không? Dạ, ấn vào cái vị trí mà mình cần ấn để tra hay là tìm một cái gì đấy đến nhảy đến, thầy dùng cái từ là nhảy, nó thay đổi vị trí để nó nhảy đến cái chỗ mà chúng ta cần phải thực hiện. Tức là màn hình hiển thị của chúng ta cho chúng ta thấy được nó có rất nhiều cái thành phần, có nhiều cái lệnh, có nhiều cái yêu cầu nằm ở rải rác ở trên cái màn hình. Chúng ta thay đổi vị trí của chuột để chúng ta đến cái vị trí đó, chúng ta yêu cầu thực hiện cái lệnh này này, yêu cầu thực hiện cái việc này này, thì chúng ta thay đổi vị trí để chúng ta chọn lựa nha các bạn. Đúng không? Chúng ta chọn lựa cái yêu cầu chúng ta muốn thực hiện. Thì chúng ta đến đó chúng ta phải click vào cái chuột. Chúng ta click vào đó là cái hành động. Là chúng ta ra lệnh với cái sự lựa chọn của mình. Chúng ta ra lệnh, chúng ta thực hiện cái việc này. Đôi khi chúng ta thấy thường á, là chúng ta nhấn chuột trái là chúng ta chọn và chúng ta ra lệnh. Nhưng mà khi chúng ta chọn cái nút nhấn chuột phải để làm cái gì? Để chúng ta có thể sổ ra một cái, chúng ta nhấn vào chuột phải sổ ra một cái nó gọi là cái shortlist. Cái shortlist ở đây là nó liệt kê ra một số cái hành động ngắn mà chúng ta có thể chọn lựa trong đó, đúng không? Tại vì trong lập trình khi người ta tạo ra cái cửa sổ và cái trình điều khiển thì nó cho mình chọn lựa nhiều cái thao tác. Thì trong cái shortlist này chúng ta có thể định nghĩa lại theo ý của mình, đúng không? Mình muốn được cái gì? Còn cái mặc định ở trong cái hệ điều hành người ta cho chúng ta là theo cái mặc định thôi, chúng ta có chỉnh sửa lại. Vậy thì chúng ta sẽ click chuột phải để sổ nó shortlist, sau đó chúng ta di chuyển, chúng ta dùng cái nó gọi là cái button đó, là cái nút nhấn ở bên trái để chúng ta chọn thao tác cái yêu cầu đó. Khi chúng ta nhấn vào là chúng ta ra lệnh cho máy tính phải làm cái việc gì. Vậy thì chúng ta thấy là cái con chuột cũng rất là quan trọng cho chúng ta lựa chọn. Vậy thì thầy hỏi câu hỏi là trên bàn phím có thể sử dụng để chúng ta điều khiển thay chuột được hay không? Thầy mời bạn Thanh Bình này. Chúng ta có thể dùng bàn phím để thay cho chuột được hay không? Dạ không thầy. Rồi.
Ý kiến của Thanh Bình là không. Còn bạn thì có, sao? Thầy vậy có, vậy có. Nếu có. Nếu xài laptop. Rồi thầy mời bạn Dương cho thầy ý kiến. Thưa thầy là có rồi, tại vì trên bàn phím sẽ có cái nút tab, thì mình nhấn vào đó thì nó sẽ chạy từng cái thành phần ở trên cái màn hình. Đúng rồi. Chúng ta thấy là trên cái bàn phím nó vẫn có thể sử dụng thay được cho con chuột bằng cách thứ nhất là chúng ta thấy có cái nút tab, đúng không? Cái nút tab. Thì cái nút tab nó sẽ giúp cho chúng ta nhảy đến những cái sự lựa chọn. Còn cái phím enter chính là chúng ta chọn cái đó. Ngoài ra chúng ta còn có cái phím cửa sổ window. Cái cửa sổ window nằm ở hàng dưới đấy, thì chúng ta cũng thấy có cái phím này để nó sổ ra cái menu. Ngoài ra chúng ta còn có những cái phím F1 cho đến F12. Thì người ta cũng định nghĩa từng cái F nó có những cái chức năng gì. Hoặc là chúng ta có phím home này, phím end này, để chúng ta có thể nhảy nhanh vị trí này xuống vị trí kia. Vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta hư chuột, chúng ta vẫn có thể dùng phím để chúng ta sử dụng tạm được. Rồi, bây giờ ngoài cái input là bàn phím và chuột thì chúng ta còn cái input nào nữa? Rồi mời bạn Đăng Khoa cho thầy ý kiến xem. Đăng Khoa. Thưa thầy, ở ngoài mấy cái input là bàn phím chuột thì còn có cả cái mic, đúng không? Cái mic cũng là cái input. Ngoài ra một số thiết bị chúng ta cũng có trên laptop chẳng hạn, thì nó gọi là cái touchpad. Cái touchpad ở đây nó là cái cảm ứng đó các bạn, cảm ứng R, thì nó sẽ thay cho cái con chuột. Chúng ta R trên cái touchpad này, thì cái touchpad này nó chính là cái mouse của mình nha. Cái mouse. Hoặc là nó có một cái nút đỏ đỏ đối với cái dòng máy tính ThinkPad của IBM đấy, thì nó có cái nút ở trên đó để nó thay cho chuột. Cũng là cái con chuột bằng cách chúng ta R. Và ngày nay một số thiết bị người ta cũng vận dụng cái touchpad này, thì người ta dùng cái gọi là touch screen. Ví dụ như chúng ta sử dụng iPhone, sử dụng mấy cái điện thoại của Samsung Galaxy, thì chúng ta cũng thấy cái touch screen này chính là nó tương tự, cơ chế nó giống gần giống như cái touchpad. Thì cái miếng cảm ứng này nó sẽ phủ lên trên cái display này, nó phủ lên đây. Vậy thì khi nó phủ lên thì chúng ta có thể R ở trên đó, và cái tín hiệu của cái miếng nó gọi là cái lớp cảm ứng, nó sẽ truyền tín hiệu về cho CPU để CPU xử lý, thì nó cũng giống như cái touchpad này nha các bạn. Vậy thì các bạn thấy xu hướng người ta sẽ gom lại cho nó gọn lại để chúng ta tiện sử dụng thay vì nó rời nhau. Vậy thì chúng ta thấy là cái A chúng ta học về cái output, cái B là những cái nhóm về input, và cái C thì chúng ta thấy có cái gì ở đây. Bạn Đăng Khoa cho thầy thêm ý kiến là cái nhóm C là cái nào? Đăng Khoa. Cái nhóm C là nhóm thứ ba đó. Storage đấy ạ. Thầy không gọi nó là cái storage, mà thầy gọi chung nó là cái nhóm CPU nha. Là trung tâm xử lý. Người ta gọi nó là CPU cũng được. CPU. Nhưng mà thường phổ biến nhất, thói quen người ta sử dụng là CPU. CPU chính là cái cục chính nó nằm trong này nè các bạn. Đây. Tức là cái cục này nó gọi chung là cục CPU. Người Việt Nam mình xưa nay gọi nó là CPU. Bây giờ chúng ta gọi CPU cũng được. Thì cái này nó gọi là cái cục xử lý. Thì cái cục xử lý này
nó bao gồm rất nhiều thành phần bên trong. Tức nghĩa là chúng ta thấy CPU này nó dùng để kết nối với tất cả những cái output, kết nối với tất cả những cái input này. Bây giờ thầy mời một bạn có thể liệt kê cho thầy trong CPU này có cái gì. Thầy mời bạn Khánh Vi cho thầy ý kiến chào. Khánh Vi. Dạ con đi thầy. À, cho thầy biết trong cái cục CPU này nó có cái gì, liệt kê thầy xem. Cái quan trọng nhất là cái gì, mắc tiền nhất. Trong cái khi chúng ta ráp một cái cục CPU này, cái thùng để chúng ta làm việc, thì mắc tiền nhất trong cái này chúng ta thấy nó là cái nào? Nó là quan trọng nhất đấy. Nhớ. Con vi xử lý đúng không? Micro processor là con vi xử lý đấy. Ví dụ như chúng ta thấy cái con đó của hãng Intel là phổ biến nhất này, có thể của hãng AMD đúng không, vân vân. Tức nghĩa là chúng ta thấy là cái con chip vi xử lý này nó là cái con mà nó sẽ nhận tín hiệu từ bất cứ cái thành phần nào, khi chuyển về nó đều phải là cái người xử lý và quyết định. Thì cái con này là mắc tiền nhất ấy. Và máy tính chạy nhanh hay chạy chậm, cái tốc độ tính toán của nó nhanh hay chậm là dựa vào con vi xử lý này. Và con vi xử lý này ấy, thì chúng ta thấy là sau này nó sẽ chia thành core. Thì ngày xưa nó là dual core, nhưng mà bây giờ nó ít à, ít xuất hiện ở đó. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ thấy là chúng ta hay gọi nó là core i3 hoặc là core i5 hoặc là core i7. Core ở đây là nó sẽ chia thành nhiều chồng nha các bạn, nhiều chồng xử lý, và như vậy nó sẽ tăng tốc lên. Thì hiện nay mà sử dụng phổ biến nhất là cái con core i5, là cái túi tiền nó cũng vừa phải nha. Thì nó ngoài core i5 ra thì chúng ta quan tâm đến cái tốc độ xử lý của nó là bao nhiêu gigahertz. Ví dụ như là nó là 1.8 hay là đến 2.3 gigahertz. Đó. Tức là chúng ta ngoài chia thành nhiều lớp xử lý, tức là nhiều nhân ấy, nó gọi là nhiều nhân, thì mỗi một nhân chúng ta thấy là cái tốc độ xử lý nó là bao nhiêu, 1.8 đến 2.3 hoặc 2.5. Đó, thì tùy. Thì khi chúng ta đi mua một cái con máy tính thì chúng ta quan tâm tới con vi xử lý là con đầu tiên, để xem coi là cái tốc độ tính toán như thế nào. Rồi, cái thành phần thứ hai chúng ta quan tâm tới nữa là cái gì bạn Khánh Vy? Khánh Vy. Thầy, chúng ta quan tâm tới nữa là máy tính nó xử lý nhanh chậm. Cái thứ hai ảnh hưởng tới là cái gì? Nó muốn xử lý thì nó phải có dữ liệu. Mà dữ liệu nó phải lưu ở đâu để mà nó lấy ra nó xử lý. Đấy. Vậy thì cái thứ hai nó là cái gì? Chúng ta sẽ thấy nó là cái thanh RAM đúng không? Đấy. Thì cái thanh RAM là nó đây này. Đó, chúng ta ngó. À không, có thể là không. Thầy nhìn nhầm nhé. Thầy khoanh vùng này này. Đây này. Cái này là cái thằng RAM này. Tức nghĩa là máy tính thường nó có tối thiểu là hai khe. Nó có hai cái khe RAM. Thì cái khe RAM này chúng ta có thể gắn một cái hoặc là gắn hai cái. Nếu chúng ta gắn hai cái thì nó chạy song song. Còn chúng ta gắn một cái thì nó sẽ chạy bên này. Nó chạy bên nào có thôi. Vậy thì cái memory này nó chính là cái RAM. Thì chức năng của nó là nó sẽ phải lưu cái dữ liệu để mà cho cục vi xử lý nó xử lý. Vậy thì cái thanh RAM này nó có một cái đặc điểm là gì? Khi chúng ta tắt máy thì toàn bộ dữ liệu ở trên thanh RAM này nó sẽ biến mất, bởi vì nó chỉ là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên và tạm thời khi nó có điện thôi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là nó lấy dữ liệu ở đâu
để mà nó đưa vào trong thân RAM này. Thầy mời bạn Tuấn Minh. Khi mà cái cục CPU xử lý nó lấy dữ liệu trong RAM, nhưng mà khi mới khởi động máy tính lên thì trong thân RAM này nó không có gì hết. Vậy nó lấy dữ liệu ở đâu? Cái này con nghĩ nó lấy dữ liệu một cái con nó lấy dữ liệu từ cái storage này. Từ cái storage, đúng rồi. Cái storage của chúng ta nó chính là ổ cứng đấy, nó gọi là HDD. Ổ cứng HDD. Toàn bộ dữ liệu nó lưu trên ổ cứng HDD. Kể cả hệ điều hành hay chương trình ứng dụng hay dữ liệu của chúng ta đều nằm trên ổ cứng HDD này hết. Khi máy tính bắt đầu khởi động lên thì lúc đó nó lấy dữ liệu, nó sẽ sao chép, nó đẩy lên thân RAM này. Thì lúc này cái dữ liệu nào nó nằm trên thân RAM này thì cái cục vi xử lý này này, cái processor này, nó sẽ lấy dữ liệu trong RAM để nó xử lý. Vậy thì nếu dữ liệu nào không có ở trên RAM thì nó sẽ ra lệnh. Ra lệnh làm gì? Là lấy cái dữ liệu ổ cứng HDD đưa tiếp lên thân RAM để mà nó xử lý. Vậy thì cái mà cái quan trọng thứ hai thầy mới nói tới các bạn là cái thân RAM. Khi chúng ta mua máy tính thì cái thân RAM hiện nay phổ biến cách đây 2 năm thì nó khoảng là 4 gigabit. Thì thân RAM này 4 gig này. Và hiện nay phổ biến ngày nay nó đã nâng cấp lên là 8 gig rồi. Vậy thì máy tính nó bán mặc định bây giờ là gần như là 8 gig. Vậy thì nếu chúng ta có hai khe, trước đây chúng ta xài một cây RAM 4 gig thì giờ cây khe thứ hai chúng ta gắn tiếp vào thì nó sẽ trở thành 8 gig, gọi là nâng cấp máy tính. Vậy thì chúng ta thấy là hệ điều hành mặc định khi chúng ta cài vào thì nó đã xấp xỉ là 2 gig rồi, 2 gig RAM rồi. Khi chúng ta cài hệ điều hành ngày nay á, chúng ta xài là nó bật các chương trình có sẵn ở trên hệ điều hành, nó đã 2 gig. Nếu chúng ta mở ứng dụng nào chúng ta xử lý thì nó sẽ tăng lên tiếp. Vậy thì nếu mà chúng ta xài 4 gig với các ứng dụng ngày nay nó có nhiều chức năng hơn, nó khởi động, nó đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn, thì lúc này chương trình ngày nay 4 gig thì không đủ. Thì bây giờ người ta phải xài lên 8 gig bởi vì ứng dụng của chúng ta đòi hỏi nhiều hơn. Như chúng ta xử lý đồ họa, xử lý rất nhiều thứ nó đòi hỏi nhiều hơn. Hoặc là đôi khi chúng ta mở một lúc không phải là một chương trình mà chúng ta phải mở 2-3 chương trình một lúc để chúng ta kết hợp lại chúng ta mới xử lý được công việc, đúng không? Chúng ta mở 2-3 chương trình. Chúng ta mở càng nhiều nó càng lấy càng nhiều dữ liệu từ cái storage này nó đưa lên RAM thì chúng ta thấy là nó đòi hỏi RAM nhiều hơn. Vậy thì nếu các bạn nào sử dụng nhiều ứng dụng một lúc thì các bạn phải nâng cấp RAM lên. Hoặc là chúng ta thấy là trong một cái trình duyệt ấy, nó gọi là cái web browser nó gọi là cái trình duyệt chúng ta hay dùng, thì cái web browser này là những cái trình duyệt như chúng ta xài Google, có thể là Google đúng không, Chrome của Google, hoặc là chúng ta xài của Microsoft là Internet Explorer, thì hai cái trình duyệt này là phổ biến nhất. Ngoài ra chúng ta có một số trình duyệt khác của Cốc chẳng hạn. Đó, Cốc chúng ta cũng có trình duyệt đó. Hoặc là một số của một cái hãng khác nó cũng có trình duyệt, nhưng mà phổ biến nhất vẫn là của Google, là Google Chrome. Thì các bạn sẽ thấy là Google Chrome này được sử dụng nhiều. Và trên này ngày nay cái Google Chrome này nó còn nhúng cái hệ điều hành vào đây luôn, để nó cho phép người ta lập trình và xử lý trên cái trình duyệt này. Nên chúng ta thấy ngày nay khi chúng ta mở trình duyệt lên ấy, nó có rất nhiều thứ nó chạy trên đó, thì nó gần như là một ứng dụng chạy trên cái nền tảng của cái trình duyệt web, dẫn đến là nó chiếm nhiều RAM hơn. Có một cái các bạn để ý nữa là trên cái trình duyệt này, đôi khi chúng ta mở nhiều tab. Chúng ta mở tab 1
Rồi chúng ta mở tới tab chữ N là nhiều mở nhiều tab. Thì cứ mỗi một tab là một, chúng ta tạm xem nếu như là một cửa sổ con, cái tab hình như là một cửa sổ con. Thì chúng ta càng mở nhiều cửa sổ con thì nó càng nặng thôi. Nhiều khi mỗi cửa sổ chúng ta mở thử. Rồi chưa kể ngày nay người ta còn nhúng cái ứng dụng nằm trong này nữa. Ví dụ như các bạn có một cái file Word hoặc là PowerPoint hoặc là file Excel. Chúng ta mở, chúng ta lưu ở trên đám mây, tức là trên điện toán đám mây ấy, chúng ta lưu ở trên mạng, nó là lưu online. Sau đó chúng ta mở thẳng ở trên cái Chrome này. Thì đòi hỏi trên cái Chrome này nó có nhúng một cái ứng dụng để cho phép mở những cái file Word Excel này. Thì nó khởi động thêm cái ứng dụng nằm bên trong nữa. Đấy. Thì chúng ta thấy là gì? Nó lại chiếm thêm RAM. Nên chúng ta thấy máy chúng ta chạy chậm đấy, là nó có nhiều lý do. Cái lý do phổ biến nhất là chúng ta mở rất nhiều chương trình cùng một lúc. Đôi khi chúng ta không xài tới mà chúng ta vẫn mở. Như vậy dẫn đến là gì? Nó lốt dữ liệu lên RAM rất là nhiều. Thì chúng ta có thể dùng cái phím gọi là Control này, Alt này, đúng không? Và Delete. Chúng ta dùng tổ hợp ba phím này để chúng ta làm gì? Chúng ta mở ra nó gọi là cái Task Management. Management. Hay còn gọi là Task Manager. Thì như vậy chúng ta sẽ ra được một cái giao diện. Bây giờ thầy mở cho các bạn xem nha. Các bạn đợi thầy tí. Thầy mở cái Task Management lên, thầy bấm Control Alt Delete. Thầy ra được cái Task Manager. Các bạn xem thầy share trên màn hình. Đây. Các bạn thấy cái cửa sổ Task Manager không? Thì các bạn sẽ thấy trên này này, nó có nhiều cái tab. Cái tab như là các bạn thấy cái tab Process này, tab Performance này, tab Startup này, User Service. Thì những cái tab này cho chúng ta thấy được là cái hệ điều hành chúng ta đang mở những ứng dụng gì. Đó, trên này chúng ta bấm cái tổ hợp phím nhé, thầy nhắc lại. Các bạn mở là Control, phím Control đó là CTRL cộng với phím Alt cộng với phím Delete, thì chúng ta sẽ mở ra được cái trình duyệt này. Thì cái trình duyệt này chúng ta chọn cái Task Management hoặc Manager, thì chúng ta sẽ thấy trên này nó hiện lên thông số của những cái quan trọng của chúng ta. Ví dụ như là CPU, đúng không? CPU này. Thầy nhìn vô thầy thấy biết là ứng dụng Zoom thầy đang chiếm bao nhiêu phần trăm. Ví dụ CPU của thầy, cái ứng dụng Zoom thầy đang dạy, nó đang phải xử lý tất cả những cái thông tin mà để thầy truyền hình ảnh, truyền audio đi. Thì các bạn thấy là nó đang chạy. Thì nó chiếm CPU. Hoặc là chúng ta thấy là không chỉ Zoom trên này mà nó còn Zoom ở dưới này nữa đấy. Đấy. Tại sao nó có nhiều Zoom thế? Bởi vì khi chúng ta mở Zoom lên thì thực ra nó có nhiều cái ứng dụng con ở bên trong. Nó chạy. Ví dụ như là thầy chia sẻ cái whiteboard chẳng hạn. Cái whiteboard là cái bảng đấy. Thì nó sẽ phải chạy cái ứng dụng con là cái whiteboard. Rồi nó chạy cái ứng dụng về video conferencing. Tức nghĩa là cái này để nó truyền âm thanh hình ảnh. Rồi thầy mở những cái ứng dụng quản lý, ví dụ như là participant là quản lý cái người đấy như thế nào. Tức nghĩa là thầy mở càng nhiều ứng dụng thì càng khởi động nhiều ứng dụng con thì nó càng nặng. Ở trên này thầy còn có cái video recording, tức nghĩa là thầy phải mở thêm cái ứng dụng con nằm bên trong Zoom là để thầy ghi hình nữa. Nên thầy càng mở nhiều cái ứng dụng con thì nó càng chiếm CPU. Và ngoài cái việc chiếm CPU ra đó, các bạn thấy ngoài cái việc chiếm CPU ra thì nó còn chiếm thêm cái RAM chỗ này. Thì các bạn thấy là RAM của thầy là tới 16GB nhé. Thầy dạy các bạn là máy tính của thầy RAM tới 16GB lận.
mà nó chiếm 50%, tức nghĩa là nó đã chạy tới 8GB rồi đó. Các bạn thấy không? Tức là thầy mở một lúc nhiều ứng dụng nên nó sẽ nặng. Vậy thì để thầy quản lý, thầy xem coi là cái nào nó chiếm nhiều, thầy có thể click vào đây. Thầy click vào cái cửa sổ này. Thầy click vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ sắp thứ tự là cái nào đang chiếm nhiều nhất này. Đó, chiếm nhiều nhất. Thì ví dụ như là các bạn thấy là bây giờ thầy thấy rằng là nó ảnh hưởng đến cái việc của thầy quá. Thầy thấy là cái Zalo thầy không cần dùng tới này. Lúc nãy thầy gửi thông tin những bạn đăng nhập vào học thì thầy mở Zalo. Thầy không dùng nữa thì thầy có thể end-cast nó đi. Bằng cách là thầy đóng nó, đóng ứng dụng này lại. Thì các bạn thấy là cái memory nó giảm hẳn đi. Tất cả những cái ứng dụng con của nó thầy đóng lại hết. Là các bạn sẽ thấy nó sẽ giảm đi dần. Thầy cứ thấy chỗ nào mà có Zalo là thầy đóng hết. À. Thì tự nhiên nó các bạn thấy nó giảm dần đi. Thì khi các bạn nhìn lên các bạn thấy là nó giảm có 4%, mất được mở rồi. Chưa kể là thầy thấy là cái Microsoft, cái ứng dụng trình duyệt web này, nó cũng chiếm. Mà tại thời điểm này thầy có xài đâu, đúng không? Nếu thầy không xài, thầy có thể sẵn sàng thầy end-cast nó đi. Thì nó sẽ làm cho máy tính chúng ta đỡ tốn bộ nhớ, thì nó sẽ nhanh hơn, nó truy xuất nó nhanh hơn. Đó. Thì thầy hướng dẫn cho các bạn thấy là trên máy tính hai cái tài nguyên mà nó làm cho máy tính chạy chậm nhất chính là CPU và memory. Chúng ta có thể làm cho nó nhanh hơn tạm thời bằng cách chúng ta đóng bớt lại những nào chúng ta không xài. Ngoài ra thì chúng ta thấy là cái tốc độ truy xuất ổ cứng này. Rồi thầy xin lỗi các bạn, có thể nó mạng nó hơi bị vấn đề một tí. Rồi các bạn tiếp nhé. Thì khi mà thầy click vào hai cái CPU memory là thầy biết được nó đang chiếm hai cái tài nguyên quan trọng nhất của thầy, nó là những cái nào. Thì thầy có thể tắt để tạm thời nó xử lý nhanh. Các bạn thấy trong cái danh sách này các bạn thấy nó chạy rất nhiều cái ứng dụng đúng không? Trong này nó có một cái khái niệm là cái service. Nó có rất nhiều cái service con, tức nghĩa là nhiều cái chương trình con mặc định nằm trong hệ điều hành đấy các bạn. Khi các bạn học hệ điều hành kỹ hơn thì các bạn sẽ hiểu về những cái ứng dụng, những cái chương trình con nằm trong hệ điều hành nó khởi động, nó chạy. Thì các bạn thấy là mặc định khi chúng ta cài thì hãng người ta đã cho những cái đấy là nó chạy mặc định rồi. Vậy thì chúng ta có thể chỉnh cái mặc định được hay không? Thì các bạn nhấn vô cái startup chỗ này này thì các bạn sẽ thấy như sau. Các bạn quan sát cái startup này. Thì các bạn để ý là trên cái startup này, cái status của nó thì rất nhiều chương trình thầy đã disable nó đi. Cái startup ở đây là gì? Là khi chúng ta khởi động hệ điều hành thì quá trình chúng ta cài người ta cho ở chế độ mặc định là khởi động theo. Ví dụ như phần mềm ứng dụng iTunes Helper, khi thầy cài cái iTunes ấy, thì nó cho cái này là chạy mặc định khi thầy khởi điều hành. Nhưng mà thầy đâu phải lúc nào thầy cũng xài iTunes đâu, nên thầy disable nó đi để máy tính nó khởi động nhanh hơn, nó đỡ tốn RAM và CPU, đúng không? Thầy phải disable nó đi. Kể cả cái trình duyệt này cũng vậy, thầy không có xài mặc định nó, thầy cũng disable đi. Thì tất cả những cái ứng dụng nào thầy không xài mặc định, thầy sẽ tắt nó đi. Chỉ riêng cái YubiKey là cái bộ gõ, thầy để nó mặc định, bởi vì lúc nào thầy cũng phải gõ, đúng không? Nhiều khi thầy gõ tiếng Việt nên thầy mới để mặc định đó. Còn tất cả còn lại các bạn lưu ý là thầy disable nó đi. Như vậy nó sẽ làm cho máy tính thầy chạy nhanh hơn, bởi vì thầy không khởi động sẵn những cái này. Nhiều khi khởi động này nó phải chạy khởi động hết cái đống lên, bắt đầu nó mới cho mình dùng. Lâu quá, thầy thấy là nó lâu. Nên thầy phải vô trong cái mục này này, startup này này. Thầy sẽ disable nó đi để không khởi động mặc định thôi. Khi nào thầy muốn xài, thầy vô trong cái chương trình thầy mở lên nói, đâu có gì đâu khó, đúng không? Thì đó cũng là cái cách mà thầy quản lý để cho thầy sử dụng máy tính nó nhanh hơn. Rồi cái kế tiếp là các bạn thấy cái service này. Thì các bạn xem thầy nhấn vô cái service. Rồi. Cái service này ấy, nó rất là quan trọng
và nó rất là nguy hiểm nếu mà các bạn bật tắt nó. Chúng ta để ý là khi chúng ta cài đặt hệ điều hành thì mặc định rất nhiều cái chương trình ứng dụng con của hệ điều hành nhé, nó đã bật lên. Thì các bạn thấy là nó có mô tả từng cái ứng dụng một. Thì các bạn có thể đọc thôi, các bạn đọc để các bạn hiểu dần những ứng dụng con để làm gì. Bất cứ một cái thiết bị phần cứng hay là một cái hoạt động nào thì nó đều cần phải có những chương trình con của nó. Nếu không có, chúng ta không dùng được. Thầy lấy ví dụ chẳng hạn. Các bạn thấy cái chữ DSCP client không? Cái DSCP này ấy, nó là một trong những cái chương trình. Thì các bạn thấy cái chương trình con DSCP này để làm gì? Để nhận địa chỉ. Nhận địa chỉ. Nó bị mất mạng bạn. Nhận địa chỉ IP. Thì các bạn thấy là cái DSCP này dùng để nhận địa chỉ IP. Tại sao chúng ta cần nhận? Khi chúng ta kết nối với Wi-Fi thì cái cục ADSL của mình nó sẽ cấp địa chỉ IP xuống cho từng máy tính khi đăng nhập, đúng không? Vậy thì nếu chúng ta không có cái này, mình không nhận được địa chỉ mà đâu truy xuất được internet đâu. Nên bạn nào mà lỡ tắt cái này đi, đúng không? Nó gọi là stop. Các bạn tắt nó đi thì nó biểu hiện trạng thái stop. Vậy chúng ta không truy xuất được internet, đúng không? Vậy thì khi chúng ta sử dụng mạng, chúng ta bị lỗi mạng, có thể do một người nào đó không biết hoặc nghịch ngợm rồi tắt cái máy tính của mình, tắt ngay đi, nó thành stop. Thì chúng ta không vào được internet. Vì chúng ta phải kiểm tra cái này. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta phải học hệ điều hành, chúng ta học về service, học một số thứ căn bản để chúng ta gặp một số trục trặc gì trên máy tính chúng ta cũng biết nó là cái gì. Thì các bạn chịu khó đọc cái mô tả đó, các bạn sẽ biết được cái này để làm như vậy. Các bạn học dễ lắm. Các bạn có thể copy cái chữ này, các bạn bỏ lên Google, đúng không? Các bạn search thì nó sẽ mô tả kỹ hơn cho chúng ta cái này là cái gì. Thì cách mà chúng ta học dần về hệ điều hành, chúng ta mỗi lần chúng ta cần gì chúng ta học từ từ tìm kiếm này. Hoặc là trên này chúng ta thấy nó có những cái chức năng về Bluetooth chẳng hạn. Tại sao mà chúng ta kết nối một cái thiết bị mà nó nối với máy tính mà nó bằng Bluetooth mà chúng ta không nhận được? Thì những cái dịch vụ, những cái ứng dụng con trên Bluetooth này nó bị stop. Thì làm sao mà nhận diện được? Bởi vì các chương trình con, mỗi một chương trình nó đều giúp cho hiểu các thiết bị hoặc là để chạy một cái dịch vụ nào đó, đúng không? Đấy, thì những cái nào mà thầy không cần thiết thầy có thể stop. Đấy, bây giờ thầy, các bạn thấy một số cái thầy không dùng tới thầy stop này. Ví dụ đầu tiên, máy tính của thầy làm việc ở nhà, thầy không xài máy in chẳng hạn, thầy không xài máy in, thầy stop cái dịch vụ máy in đi. Nó gọi là cái printer. Thế các bạn thấy là máy in thầy không xài. Thầy đâu xài máy in ở nhà đâu. Thầy stop máy đi. Thì có thể là thầy không dùng tới thì máy nó sẽ chạy nhàn hơn. Một số cái dịch vụ mà thầy cảm thấy không cần, thầy stop dần đi. Thì như vậy máy tính của thầy nó sẽ nhanh lên thôi. Đấy. Vậy thì các bạn thấy là khi chúng ta hiểu về máy tính, nó sẽ giúp cho chúng ta sử dụng tốt hơn. Không, chúng ta máy tính, ví dụ như thầy dùng máy cũ thầy vẫn xài được cho một số công việc bởi vì thầy hiểu nó. Rồi thầy khảo sát các bạn chút xíu. Vậy thì những cái từ sáng đến giờ thầy hướng dẫn cho các bạn thì các bạn bạn nào thấy nó hữu ích cho cái vấn đề của các bạn cho thầy xem. Chắc chắn là không phải là chúng ta có thể biết được ngay tất cả những service này chẳng hạn, nhưng mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý của nó để khi chúng ta cần xử lý cái gì hoặc tìm hiểu cái gì chúng ta đều có thể tìm hiểu được. Đó, bây giờ thầy quay lại cái bài của chúng ta tiếp tục về cái máy tính. Thì chúng ta thấy cái thành phần thầy liệt kê cho các bạn đấy là những cái thành phần cơ bản và quan trọng nhất. Thì lúc nãy thầy có nói đến cái HDD đó các bạn. Tức là cái ổ cứng công nghệ cũ nó xài HDD. Thì chúng ta thấy là ngày xưa ổ cứng HDD nó bự và nó nặng lắm.
nó là cái đĩa, đúng không? Nó là cái đĩa đọc, đầu đọc. Và nó cũng dễ hư, sau một thời gian nó hư. Mà nhiều khi chúng ta thấy nó đọc, nó còn kêu ro ro ro, nó kêu đó. Thì sau này người ta ra cái công nghệ ổ cứng mới, nó gọi là SSD. SSD. Thì cái ổ cứng SSD này chúng ta thấy là bây giờ nó còn nhỏ xíu. Nó nhỏ mà nó còn nhẹ nữa. Ngày xưa thầy dùng SSD đầu tiên là lúc đấy thầy xài trong cái laptop của Apple. Đó là thầy mua cái MacBook Air. Thì cái MacBook Air này nó mỏng dính này. Nó mỏng và nó nhỏ. Là do là nó sử dụng những cái thiết bị ngoại vi cực kỳ bé nhưng mà rất là mỏng. Thì như vậy nó làm cho máy tính nó nhẹ. SSD với một ổ cứng bự như vậy nó còn có chút xíu rồi. Thì chúng ta thấy cái SSD này là một cái ổ cứng mới, nó làm cho nó nhẹ hơn và nó cũng mắc hơn nha các bạn. Cái công nghệ truy xuất của nó thì nó khiến cho ổ cứng SSD là mạnh hơn. Thì dựa trên những cái thành phần thầy vừa mới dạy thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn đi mua một cái máy tính thì cái CPU, cái cục CPU là vi xử lý, nó khiến cho nó đắt tiền hơn. Thứ hai là thanh RAM, nó khiến đắt tiền hơn. Cái thứ ba là cái ổ cứng SSD hay là HDD. Thì cái storage này là SSD thì chúng ta thấy nó mắc. Thì ba cái này là quyết định tốn tiền nhất. Còn một cái thứ tư nữa các bạn thấy mắc tiền nữa là chúng ta sẽ thấy là cái thành phần nó gọi là cái display. Cái display nó là cái màn hình hiển thị, đúng không? Thì cái máy tính nếu chúng ta hiển thị nó mà dùng độ phân giải Full HD chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy nó là mắc Full HD. Tức nghĩa là cái số điểm ảnh đấy các bạn, cái số điểm ảnh nó nhiều hơn thì nó làm cho cái chữ của chúng ta nó nét và nó rõ hơn. Thì cái Full HD bao giờ cũng mắc tiền hơn là cái loại chỉ là HD đó. Còn một số máy tính cũ thì cái màn ảnh đó, là cái độ phân giải, như là tức là những cái điểm ảnh đó, thầy gọi những cái điểm ảnh mà nó phân bổ đầy ở trên màn hình đấy, thì một cái màn hình mà nó càng nhiều điểm ảnh thầy gọi nó là Full HD. Thì chúng ta sẽ thấy nó là 19 thầy nhớ rồi 1920 x 1080 đó. Thì chúng ta thấy là cái hàng ngang của nó là nó tới gần 2000 điểm ảnh. Còn hàng dọc của nó là nó có khoảng 1000 điểm ảnh thôi. Nên khi người ta lấy cái này người ta nhân ấy thì người ta hay tính xấp xỉ nó là 2K. Thì người ta gọi là màn hình độ phân giải 2K, đúng không các bạn? Đấy, thì cái màn hình độ phân giải 2K thì nó mắc hơn cái màn hình HD, là cái độ phân giải của nó chỉ là 1080 nhân cho 720. Không, chúng ta thấy là số điểm ảnh nó ít hơn. Đấy. Thì cái này người ta gọi là màn hình 1K. 1K. Thì chúng ta thấy nó rẻ tiền hơn, độ nét nó ít hơn. Rồi cái màn hình cũ là chúng ta thấy là độ phân giải là VGA. Đấy, VGA. Thì nó còn ít điểm ảnh hơn nữa. Đấy. Thì nó có nhiều chuẩn độ phân giải lắm. Nhưng mà nguyên tắc là cái màn hình này mà nó càng độ phân giải càng cao, tức là nhiều điểm ảnh thì nó càng mắc tiền. Rồi trước kể nó có cộng thêm một số tính năng khác trên màn hình. Nhưng mà nói chung là cái màn hình, cái display này nó đóng vai trò quan trọng về hiển thị, về mắt mũi chúng ta có bị hỏng, bị hư hay không, đúng không? Thì cái màn hình nó cũng sẽ là trong những chi phí tốn kém. Thì theo kinh nghiệm của thầy thì những cái này là cái tốn kém nhất này. Okay. Ngoài ra thì nó sẽ mất tiền hơn một tí là cái ổ cứng thôi. Ví dụ chúng ta mổ ổ cứng mà chúng ta xài ít chẳng hạn, thì chúng ta xài ổ cứng SSD mà 128 GB, thì chúng ta sẽ thấy nó rẻ hơn là chúng ta mua 256. Đấy, đại loại vậy. Thì cứ thêm cái gì là chúng ta thêm tiền cái đó.
Vậy thì chúng ta nhu cầu chúng ta sử dụng tới đâu thì chúng ta xài tới đó, thì chúng ta đầu tư nó đỡ tốn tiền. Chúng ta đừng có mua quá hớp thôi. Chúng ta đừng mua quá hớp thì chúng ta đỡ tốn tiền. Tại vì chúng ta sử dụng, chúng ta mua dư mà chúng ta không xài tới. Ví dụ như nhu cầu của chúng ta có 128 mà chúng ta mua tới 1 năm 512 ghi chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là dung lượng chúng ta chứa không hết thì chúng ta tốn tiền. Chưa kể là cái ổ cứng SD là rất tốn tiền nhé. Nên thông thường cái ổ cứng SD này người ta sử dụng để lưu dữ liệu quan trọng thôi. Lưu hệ điều hành này. Ví dụ như chúng ta lưu hệ điều hành OS, lưu ứng dụng application hoặc là một số cái data mà quan trọng. Còn một số cái không quan trọng như là video, phim ảnh hay là cái gì gì đó, người ta có thể mua một cái ổ cứng rời mà nó là HDD, đúng không? Nó rẻ tiền, chúng ta lưu. Thì khi nào chúng ta cần dùng thì chúng ta truy xuất vào nó, chúng ta dùng. Thì như vậy nó sẽ giảm chi phí và nó cũng sẽ linh động cho chúng ta sử dụng. Còn giờ chúng ta đầu tư đi mua máy tính đời mới mà nó là ổ cứng SD mà chúng ta mua cho to vào thì đương nhiên là chúng ta tốn nhiều tiền hơn. Vậy thì nếu chúng ta hiểu, chúng ta biết cách tiêu tiền thì chúng ta thấy là chúng ta có nhiều cái sự tiết kiệm đó. Nhiều khi chúng ta cứ than phiền là máy này sao chạy chậm, chúng ta mở nhiều quá, đúng không? Rồi chúng ta đòi hỏi bố mẹ là phải mua máy tính thật là mạnh, mà trong đó nhu cầu chúng ta chỉ sử dụng một vài cái thôi, chúng ta sử dụng vừa tới. Tại vì tiền chúng ta thấy là chúng ta mua mà chúng ta không dùng tới, chúng ta lãng phí, thì cái tiền đó là chúng ta đang lãng phí đó. Ví dụ như các bạn thấy là các bạn đang, thay vì chúng ta chỉ cần 10 triệu chúng ta mua được máy tính này, chúng ta đòi mua máy tính tới 21 triệu chẳng hạn. 11 triệu này, các bạn nghĩ đi, 11 triệu này ở dưới quê các bạn cũng mua được 1 mét ngang đó. Tức là nó khoảng, các bạn cứ tính là dưới quê nó khoảng 300 ngàn, đúng không? 300 ngàn 1 mét vuông thôi, phải không? Dưới quê nhưng mà không phải quê lắm nhé, 300 ngàn mét vuông. Thì các bạn nghĩ 11 triệu này các bạn mua được bao nhiêu mét vuông, đúng không? Mà trong đó cái này chúng ta xài sau thời gian 4-5 năm đi, 5 năm chúng ta bỏ. Trong cái đó 11 triệu này chúng ta mua một miếng đất này, chúng ta để đó, 5 năm sau nó sẽ tăng gấp bao nhiêu lần. Tức là nó còn đẻ ra được tiền. Còn chúng ta lãng phí là chúng ta mất tiền. Mà lãng phí này là do đâu? Chúng ta không hiểu biết, chúng ta đòi hỏi những cái vô lý. Chúng ta mua sẵn, chúng ta để đó, chúng ta không xả, đó là sự lãng phí. Nên cái việc chúng ta học về máy tính cũng là cái cách để chúng ta hiểu nó, chúng ta biết cách xài, chúng ta đầu tư nó vừa tới thì tiền chúng ta dư, chúng ta làm được việc khác tốt hơn. Như vậy cái tiền này này, các bạn nghĩ các bạn vòng đời các bạn học cho đến 25 tuổi hoặc đến 30 tuổi chẳng hạn. Các bạn vừa học vừa đi làm thì các bạn học đến 30 tuổi thì cái số tiền các bạn ví dụ như đang là 10 tuổi đi cho đến 30 tuổi, chúng ta cần xài số tiền đó, chúng ta thấy là tới 20 năm lận. Vậy thì cái tiền mà chúng ta lãng phí này, đúng không? Chúng ta để 20 năm sau thì nó sẽ đẻ ra chúng ta được rất nhiều. Còn nếu chúng ta lãng phí, nó không đẻ ra được gì hết. Vậy là chúng ta sau này chúng ta cần tới số tiền này chúng ta không có. Vậy là trong quá khứ chúng ta đã cực kỳ lãng phí chỗ này. Đấy. Thì thầy lưu ý cái việc này để chúng ta biết sử dụng công nghệ cho nó đúng. Chúng ta cần tới đâu chúng ta dùng tới đó, đừng lãng phí nó. Đối với thầy, tạm thời thầy cho các bạn ra chơi nhé. Thầy cho các bạn ra chơi tạm thời. Thì về tổng quan của các thành phần máy tính thì thầy đã chia nhóm cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là một cái máy tính ngày xưa khi mà chúng ta ráp đó, thì chúng ta thấy là cái cục ở giữa này, cục CPU này là quan trọng nhất, là chúng ta cần phải lắp đặt các linh kiện bỏ vào trong tối thiểu làm sao để chúng ta sử dụng được, bao gồm CPU, RAM, ổ cứng. Rồi ngoài ra nó còn một số cái nữa như là kết nối cái màn hình đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là trên cái cục này này, lúc nãy thầy chưa nhắc tới là cái card màn hình.
nó còn gọi là cái nó gọi là video card đấy, hoặc là cái loa thì chúng ta kết nối thì nó cần có một cái card âm thanh, nó gọi là sound card. Bất cứ một cái linh kiện nào các bạn kết nối vào thì nó đều cần phải có cái bo mặt con để nó kết nối. Còn nếu nó không có bo mặt con thì nó sẽ nhúng cái bo mặt con đấy nằm trên cái bo mặt chính, nó gọi là cái main board. Thì chúng ta cũng là quen cái khái niệm nó gọi là cái main board. Chúng ta nhớ cái từ main board là cái bo mặt chính, đúng không? Hoặc là chúng ta còn gọi đó là mother board. Thì cái bo mặt này là gọi là bo mặt chủ. Thì trên này chúng ta sẽ gắn tất cả các linh kiện vào bên trong. Có những cái bo mặt con người ta có thể nhúng trong cái bo mặt mẹ luôn để cho nó tích hợp vào, để nó giảm chi phí, thì người ta làm như vậy. Thì những cái thành phần mà nó không quan trọng, ví dụ như chúng ta thấy là cái ổ đĩa DVD chẳng hạn, ngày xưa người ta phải bỏ dữ liệu vào trong cái đĩa thì nó cần có một cái ổ đĩa. Thì cần có cái ổ đĩa để mà đọc được những cái dữ liệu trên cái đĩa này thì nó cũng là một cái thành phần phụ. Hoặc là cái nó dùng một cái đĩa mềm, nó gọi là đĩa mềm, cái này nó gọi là đĩa mềm này, thì nó cũng cần có một cái ổ đĩa để đọc cái đĩa mềm này. Nhưng mà sau này các bạn thấy là nó mất tiêu rồi, bởi vì dung lượng chứa của nó rất ít, mà người ta thay bằng những cái đầu USB để nó lưu dữ liệu được nhiều hơn, truy xuất nhanh hơn, nên cái floppy disk này gần như là biến mất, mà nó sẽ thay bằng cái USB. Thì cái USB nó hay gọi là cái flash, tức nghĩa là nó là một cái loại ổ cứng rời bên ngoài mà nó sử dụng công nghệ flash. Thì chúng ta bỏ vào đây để chúng ta đọc này, đây chính là cái flash đó. Còn cái này là cái đầu đọc. Vậy thì một số máy tính nó cũng tích hợp cái đầu đọc nằm trong cái cục này luôn. Nếu chúng ta không có, chúng ta mua rời bên ngoài. Thì những cái linh kiện như vậy, nó gọi là những cái linh kiện phụ. Cái nào cần thì chúng ta gắn thêm vào thôi, chứ không cần phải có sẵn. Đây các bạn. Đây, để kết nối này, các bạn quan sát thì các bạn thấy là cái cục CPU này, cái cục CPU chính này, thì bên trong này nó có cái main board, hay còn gọi motherboard. Nó có rất nhiều cái slot, nó gọi là những cái slot. Những cái slot này nó gọi là những cái khe đấy. Những cái khe để làm gì? Chúng ta gắn cái thanh RAM này vào. Đó, gắn thanh RAM vào trong những cái slot này để nó tăng cái dung lượng bộ nhớ trung gian cho CPU xử lý. Còn cái con processor này này, thì các bạn sẽ thấy là nó gắn lên trên cái chỗ này. Và thường á, là đối với một cái máy tính bảng thì người ta cho phép chúng ta thay đổi cái cục CPU để chúng ta nâng cấp, thì cái này nó rời. Nhưng mà đối với máy laptop ấy, thì các bạn sẽ thấy người ta không cho làm việc đó, thì người ta hàn chết cái con CPU này lên trên cái mainboard luôn, nên chúng ta không thay đổi được. Thì cái máy tính bàn chúng ta thấy nó có một sự linh hoạt rất là lớn để chúng ta lựa chọn cái bo mặt nào nó đáp ứng được cái cấu hình mà chúng ta sử dụng cho công việc. Chúng ta cần nhiều hay cần ít thì chúng ta linh hoạt các linh kiện chúng ta gắn vào đây. Thì cái máy tính bàn nó có một cái sự linh hoạt như vậy. Rồi các bạn thấy là trên này nó cũng có một cái cổng, nó gọi là cái cổng VGA. Thầy không thấy rõ, nhưng mà trên cái bên bo này có thể cái cổng này chẳng hạn, nó có thể là cổng VGA để chúng ta cắm những cái màn hình đời cũ, cắm bằng cái cổng VGA. Hoặc là sau này nó có cổng HD chẳng hạn, thì chúng ta cắm cái cổng HDMI. Cổng HDMI thì cái cổng HDMI này nó là cái cổng mà xuất ra được cái hình ảnh độ phân giải là Full HD hoặc là HD. Thì chúng ta có thể cắm màn hình. Có một số máy tính nó có tới hai cổng chẳng hạn, thì chúng ta vừa cắm được cái màn hình máy tính, vừa cắm được cái TV nữa. Đó. Chúng ta xuất nó ra, chúng ta xuất ra nhiều màn hình. Thì những cái cổng này
nó gọi là cái port của cái display để chúng ta xuất ra. Rồi chúng ta thấy là nó có những cái đầu chuẩn để chúng ta gắn ổ cứng vào này, rồi ổ DVD này. Thì trên này chúng ta thấy có cái này quan trọng nữa là cái power supplier. Thì cái power supplier này ấy, là để chúng ta cắm vào cái ổ điện, đúng không? Khi chúng ta cắm ổ điện ấy, thì cái nguồn này này nó xài điện 220 hoặc là điện 110V. Nhưng sau cái nguồn này này nó cấp cho cái bo mặt này thì cái điện của nó sẽ nhỏ đi. Nó có thể là 5V, 6V, 12V, tức nghĩa là điện một chiều DC. Thì nó cấp điện xuống cho bo mặt này là cái dòng điện nhỏ hơn. Thì cái power supply này nó cung cấp nguồn điện DC cho cái bo mặt. Vậy thì khi chúng ta sử dụng máy tính này nè, thì chúng ta thấy là máy tính chúng ta bị hư. Chúng ta thấy không có điện đóm gì cả. Các nút ở trên này này, chúng ta không thấy có cái đèn LED nào hết. Tức nghĩa là chúng ta sẽ thấy là có thể cái nguồn này nó hư. Vậy thì chúng ta đi kiểm tra cái nguồn này. Nếu nguồn này hư, chúng ta chỉ thay nguồn là máy tính nó chạy lại. Thì chúng ta kiểm tra cái đèn, chúng ta cũng biết được là nguồn hư hay là main board hư. Nếu nguồn nó hư, trên này nó cũng có một cái đèn, nó gọi là cái đèn trên main board. Nếu mà cái nguồn nó hư, chúng ta thấy nó mất tín hiệu đèn. Vậy thì có nhiều cách để chúng ta có thể chẩn đoán được cái máy tính đấy nó có bị hư hỏng cái gì hay không. Ngoài ra người ta có thể lắp thêm một số cái quạt phụ, đúng không? Chúng ta biết rằng á, do cái máy tính, cái CPU nó xử lý, nó phải chạy. Và nó dùng những cái transistor, thì chất bán dẫn ấy, thì nó sinh ra nhiệt độ. Thì cái CPU này sinh ra nhiệt, nó rất là nóng. Bởi vì nó nóng như vậy thì nó cần có sự giải nhiệt, chứ không thôi là cái máy tính nó chết. Vậy thì trên cái cục CPU này các bạn thấy người ta có thể gắn một cái quạt tản nhiệt. Nó gọi là cái quạt nha. Quạt tản nhiệt. Thì trên cái quạt này chúng ta thấy có cái thành phần nó gọi là nhôm. Thì nhôm nó giúp giải nhiệt nhanh ấy. Thì nó sẽ hút cái lượng nhiệt ở trên cái CPU nó hút ra. Thì nó làm cho nóng cái thanh nhôm này. Và cái thanh nhôm này nó tỏa nhiệt ra ở trong cái cục CPU này. Thì bên trong này nó nóng thì nó mới cần cái gì? Cần những cái quạt hút để nó hút ra ngoài, nó hút ra khỏi cục CPU. Thì như vậy là nó làm cho cái cục CPU của chúng ta là nó mát. Nên chúng ta thấy cái thành phần quạt và cái quạt tản nhiệt ở trên này nó rất là cần. Chúng ta thấy cái quạt tản nhiệt thì nó có thể gắn trực tiếp trên cái con CPU này luôn. Nhưng mà cái quạt ngoài á là để nó hút này, các bạn thấy không? Nó hút ra khỏi cục CPU này. Thì như vậy, chúng ta thấy là cái quạt nó giúp giải nhiệt máy tính. Nếu máy nóng đạt đến một cái nhiệt độ nào đó, thì để không cho cái bên bo và các linh kiện nó hư ấy, thì hệ điều hành nó sẽ kiểm soát cái nhiệt này đạt được cái mức ngưỡng này là tự động nó sẽ ngắt. Nên hôm nọ thầy có một cái máy tính laptop của cháu thầy. Cứ bật lên một lúc nó tắt, mở lên nó tắt. Thì thầy mới đọc kỹ hơn trên cái giao diện đèn thui ấy, là nó hiện lên các chữ thì nó sẽ báo là cái fan error. Thì chúng ta thấy là nó báo là cái quạt nó hư rồi. Thì thầy mới phải đặt một cái quạt khác cho cái laptop này, thì đặt từ nước ngoài. Ở Việt Nam nó không có, tại vì cái laptop này hơi đặc biệt. Thì Việt Nam có, thầy phải đặt cái quạt này. Thì khi thầy đặt cái quạt này, thầy về thầy chỉ thay nó vào đúng vị trí của nó là cái laptop này nó chạy trở lại. Thì các bạn sẽ thấy là mỗi một cái thành phần ở trên máy tính này đều được kiểm soát hết. Nếu có vấn đề tự động nó sẽ phải ngắt để nó chống bị hư lây lan các linh kiện khác. Nên khi máy nó bị hỏng thì chúng ta cần hiểu nó, cần biết đọc để chúng ta biết nó bị hư cái gì để chúng ta đi sửa. Đối với cái người mà không hiểu về máy tính cơ bản thì đôi khi chúng ta mang ra ngoài chúng ta sửa này, thì cái thợ sửa người ta sẽ báo bị hư cái này hư cái kia,
mà chúng ta không có biết được. Nhiều khi nó hư nhẹ thôi, nhưng mà thợ nó báo hư học cái khác, rồi chúng ta bị mất nhiều tiền. Vậy thì chúng ta bị mất nhiều tiền là do chúng ta không biết được nó bị hư cái gì. Nên đối với những người có một chút xíu hiểu căn bản thì chúng ta biết nó hư cái gì. Chúng ta chỉ cần ra bảo thợ kiểm tra dùm em cái này, hoặc kiểm tra dùm em cái này, thì thợ người ta nhìn vào, người ta biết rằng là mình biết, nên người ta không có chặt chém mình, họ không có lấy gian tiền mình. Nên chúng ta có hiểu biết căn bản rất quan trọng nha các bạn. Ở dưới này á, thì các bạn cũng thấy cái main board không? Thầy phóng to nó lên để các bạn thấy cái main board này một cách rõ ràng hơn. Thì trên cái main board hay là cái motherboard này, các bạn sẽ thấy là nó có rất nhiều cái khe đúng không? Thì cái ô này nó chính là cái CPU này thầy phóng lên. Đấy. Còn những cái khe dọc này, những cái slot này, nó chính là cái thanh RAM chúng ta hãy cắm vào. Rồi cái ổ cứng này, chúng ta có thể sử dụng những cái đầu chuẩn mới này này. Nó gọi là những cái cổng này này. Tùy theo cái đời máy tính, cái đời máy nó càng sau này thì cái cổng nó càng bé đi các bạn. Và nó tăng cái số lượng cổng lên. Nên cái cổng kết nối này ngày càng nó bé, chứ ngày xưa của thầy á nó to bằng cỡ một cái ngón tay của, một cái ngón tay của thầy. Nó bự như vậy. Nên á là nó với một cái diện tích của cái main board này, nó sẽ được rất ít cổng, bởi vì cái cổng nó lớn quá. Sau này công nghệ nó phát triển thì cái cổng nó càng bé đi thì nó càng cắm được nhiều linh kiện hơn. Thì các bạn thấy cái cổng này là cổng, nó gọi là cái cap data. Cap data để nó lấy dữ liệu trên ổ cứng với ổ DVD. Thì đôi khi chúng ta khởi động máy lên, chúng ta thấy cái cap data nó bị lỏng nên hệ điều hành nó không có chạy, nó là bình thường. Thì nếu đối với người nào biết đó, chỉ cần lỏng cái sợi cáp đó, chúng ta cắm lại đúng không? Chúng ta cắm lại cái đầu ở đây, chúng ta cắm lại cái đầu nằm ở trên ổ cứng, rồi chúng ta cắm lại cái đầu ở trên cái main board này là nó sẽ khởi động được. Hoặc là bị lỏng ở chỗ này đúng không? Chúng ta cắm lại là nó sẽ chạy. Còn mấy cái đầu đọc này thì nó cũng giống như cái này thôi đúng không? Cái đầu đọc của nó. Thì thầy cái cấp nguồn này, cấp nguồn thì nó sẽ nối vô cái cổng này. Cổng này để nó cấp nguồn DC như lúc nãy thầy nói đó. Thì ở đây có một số cái mới mà các bạn lưu ý. Ở đây cái khe này này. Cái khe này dùng để cắm video card. Các bạn lưu ý. Chúng ta đi mua máy tính, nó chia làm hai loại về card video. Nó gọi là video card. Video card. Thế chia hai loại. Một loại nó gọi là onboard. Thông thường các laptop là nó onboard là chắc chắn rồi. Các máy tính để bàn rẻ tiền nó cũng là onboard. Để làm gì? Để nó giảm chi phí. Tại vì sao? Nhu cầu chỉ xuất hình ảnh ra thông thường thôi. Thì người ta sẽ thiết kế nó là onboard. Vậy thì theo các bạn là nếu nó dùng một cái cạc rời, đúng không? Nó dùng video cạc rời, nó gọi là cái cạc rời để làm gì? Rồi, để đặt câu hỏi với các bạn. Bạn nào cho thầy biết tại sao người ta không dùng onboard mà ta dùng cạc rời? Bạn nào cho thầy ý kiến về cái này? Trong một số trường hợp người ta xài cạc rời chứ người ta không xài cạc onboard nha các bạn. Bạn nào cho ý kiến? Rồi mời bạn Dương. Dương cho thầy ý kiến cho. Dạ thưa thầy, là tại vì nếu mà dùng cạc rời thì thứ nhất là tại vì cái hiệu năng nó cao hơn. Còn nếu như mà cái cạc bo thì cái hiệu năng nó thấp hơn. Với cả là nếu như mà mình muốn nhúng một cái con chip tương đương với lại hiệu năng của cạc rời vào cái con CPU thì cái nhiệt độ của nó sẽ rất là nóng, cho nên là nó sẽ tách ra thành hai mảng nhau. Và cái cạc rời nó cũng có cái bộ nhớ riêng luôn, cho nên là xử lý nó sẽ có được cái hiệu năng nó tốt hơn là cạc âm bo. Rồi thầy cảm ơn, rất chuẩn. Chúng ta thấy cái cạc rời trong một số tình huống
những người làm đồ họa, tức nghĩa là những cái họa sĩ mà người ta làm đồ họa, nó gọi là graphic design, tức là những cái người mà người ta thiết kế về hình ảnh, hoặc là người ta xử lý video về phim ảnh, làm hoạt hình các thứ, thì cái cạc on board nó không đủ hiệu năng để người ta xử lý, và người ta phải sử dụng cái main board cho phép gắn cạc rời này. Thì cái cạc rời như bạn vừa mới phân tích là trên này, thứ nhất là nó có cái con chip riêng của nó, cái con chip xử lý riêng, thay vì nó đẩy hết về cho con CPU này thì nó sử dụng một cái con chip chuyên về video nó xử lý, thì nó sẽ xử lý nhanh hơn và nó giảm tải cho cái con CPU này, thì như vậy là máy tính xử lý nhanh hơn. Rồi đồng thời chúng ta thấy nó cũng có cái bộ nhớ, tạm gọi cho là RAM đi, nó gọi là cái bộ nhớ của nó, nó phải dạng RAM nhưng mà đại loại như vậy, thì nó có bộ nhớ riêng để nó cô lập, nó xử lý tốt hơn, tức là xử lý chuyên dụng hơn đấy. Thì cái cạc màn hình này nó giúp được cái việc đó. Đồng thời các bạn cũng thấy là nó có nhiều cổng hơn, nhiều cổng xuất ra. Nó có cổng này là cổng S-Video này, S-Video. Nó có thể cổng DVI cho một số cái màn hình đời cũ, hoặc là cổng HDMI, đó. Hoặc bất cứ cái cổng nào. Thì bất cứ cái cổng nào chuyên dụng ở trên này nó nối ra màn hình ngoài để cho người ta dễ xử lý hơn. Người ta dùng nhiều các màn hình để người ta làm việc. Vậy thì chúng ta thấy cái chức năng của cái video card này nó chuyên hơn, nó xử lý mạnh hơn. Bởi vậy tại sao khi chúng ta mua một cái máy tính mà nó có card màn hình rời, bao giờ nó cũng mắc hơn một cái máy tính là card on board. Vậy thì tùy theo cái chức năng, nhiệm vụ, công việc chúng ta xử lý thì chúng ta mua cho đúng. Chúng ta muốn rẻ tiền thì chúng ta mua cái loại cảm hình on board thì chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với chúng ta gắn một cảm hình đời này. Ngoài ra một số máy tính bàn ấy, thì các bạn thấy thông thường nó sẽ có một cái cổng trên này, nó gọi là port LAN. Các bạn sẽ thấy nó gọi là LAN port, đúng không? LAN port là chúng ta cắm cái sợi dây cáp mạng vào máy tính để chúng ta dùng. Tuy nhiên là chỗ đó chúng ta không tiện để chúng ta cắm cái dây mạng, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khác, nó gọi là sử dụng cái kẹp không dây, nó gọi là wireless adapter. Thì chúng ta mua, chúng ta cắm vào trong cái khe này này, thì chúng ta cắm vào cái khe này, hệ điều hành nó nhận diện, thì coi như là cái này nó giống như là một cái laptop, nó nhận tín hiệu wifi của chúng ta. Thì như vậy chúng ta cũng đỡ phải kéo dây lòng thòng, đúng không các bạn? Đấy. Thì cái motherboard này nó có nhiều cái khe để chúng ta nâng cấp mở rộng trong cái việc sử dụng. Thì khi chúng ta xài máy tính bàn thì chúng ta nâng cấp được. Còn trên máy tính laptop thì chúng ta thấy là nó cũng nâng cấp được. Mà các máy tính sau này đời mới đấy thì người ta giảm cái việc nâng cấp lên. Ví dụ như là cái máy tính mà cái máy tính của Tín đang dùng là thầy mua, nó là cái ThinkPad mà X1 mà Yoga có cảm ứng. Đó, Yoga có cảm ứng mà nó là Gen 2 hoặc là Gen 1. Thì các bạn sẽ thấy là nó đưa vào chế độ onboard rất là nhiều. Tức nghĩa là mục đích ban đầu của bạn như nào nó chỉ như vậy rồi, nó không cho nâng cấp. Ví dụ như RAM nó nhúng vào trong luôn, cố định luôn. Ổ cứng nhúng vào cố định, tức nghĩa là nó càng on board bao nhiêu thì nó sẽ làm cho cái máy tính nó tích hợp lại, nó rẻ tiền là một. Cái thứ hai là nó nhẹ, các bạn thấy nó nhẹ lắm. Bởi vì sao? Nó bỏ bớt đi cái khe cắm, những cái mà không cần mở rộng, thì nó làm cho cái máy tính nó vừa nhẹ và nó vừa gọn nữa. Đó. Vậy thì tùy theo cái mục đích sử dụng chúng ta dùng, chúng ta cảm thấy rằng
trong vòng 4-5 năm, cái vòng đời của nó chúng ta không nâng cấp gì cả, thì chúng ta mua cái loại mà on board, chúng ta đứt ra chúng ta cần 8GB, chúng ta mua on board 8GB, thì như vậy là chúng ta sẽ giảm về chi phí, về nhẹ, về gọn rất là nhiều thứ. Thì cái laptop ngày nay ấy, là nó cũng có cái xu hướng là nó on board rất là nhiều. Vậy thì đổi lại là on board chúng ta không nâng cấp được thôi, nhưng mà đổi lại nó sẽ rẻ. Ở đây thầy giới thiệu cho các bạn một cái loại máy tính, nó là Raspberry. Thì chúng ta biết là cái máy tính Raspberry này, đây là một cái máy tính siêu nhỏ trên thế giới. Các bạn biết là cái hộp thuốc của thầy hút thuốc chẳng hạn, cái hộp hút thuốc của thầy chút xíu à, các bạn xem. Thì cái máy tính Raspberry bây giờ nó nhỏ tới bằng này thôi. Và các bạn biết là nó tích hợp rất là nhiều cái này. Các bạn quan sát các bạn thấy là nó tích hợp cả CPU này, cả RAM này, rồi các cổng, ví dụ như cổng HDMI, nó cho chúng ta hai cổng để chúng ta nối ra TV, nối ra màn hình, có sẵn luôn. Mà bây giờ cái cổng này nó còn nhỏ xíu à. Nó dùng cái cổng nó gọi là micro HDMI. Đó. Cái cổng micro này nó còn nó nhỏ xíu. Thì như vậy cái hộp thuốc nó nhỏ nhỏ thì nó mới cho cắm hai cổng. Còn nếu chúng ta dùng cái cổng HDMI nó bự hơn thì chúng ta được có một cổng thôi. Tại vì cái hộp thuốc nó nhỏ mà, nên chúng ta thấy là người ta thiết kế được hai cổng. Rồi nó làm cái cổng cắm nguồn chút xíu à, mà nó dùng cái cổng micro USB, nó tương tự như cái đầu cắm của cái điện thoại đấy. Chúng ta cấp nguồn vào đây, làm cho nó nhỏ đi. Rồi chúng ta thấy là cổng USB nó cho chúng ta hai cổng. Rồi cổng mạng cũng có này, nó gọi là LAN port đấy. Nó hai tên. Một chúng ta gọi là LAN port hay là Ethernet port. Chúng ta cũng cắm được. Đúng không? USB chúng ta có thể cắm mouse là chuột này, keyboard này, các bạn thấy không? Keyboard. Rồi nó có cái cổng micro SD là gì? Là để chúng ta cắm cái thẻ nhớ flash vào đây. Tại vì trên này chúng ta thấy là nó không có cái ổ cứng SD hay là HDD, mà chúng ta sẽ mua một cái flash mà tầm cỡ khoảng là 16GB cho đến 32GB là chúng ta hoàn toàn có thể cài hệ điều hành và cài ứng dụng được rồi. Chúng ta cài là chúng ta có thể làm cho cái máy tính này nó chạy. Nếu chúng ta muốn dung lượng lớn hơn, chúng ta có thể dùng cái cổng USB này để chúng ta sử dụng. Thì chúng ta thấy cái máy tính Raspberry này nó cực kỳ bé như cái hộp thuốc. Và thầy đang khuyến khích các bạn là mua thêm cái máy tính Raspberry này. Ở ngoài ấy, nó tầm từ 1 triệu cho đến 2 triệu mốt một cái này. Để làm gì? Để các bạn học về máy tính. Các bạn, hiện nay các bạn đang dùng laptop, đang dùng máy bàn, chúng ta để chúng ta học. Chúng ta dùng chúng ta học. Chúng ta không có dám cài đặt hệ điều hành, không dám gọi là chỉnh sửa cái máy tính. Thì các bạn lại không có rành về máy tính. Các bạn mua một cái này, các bạn chuyên để học. Để học. Học đây là học về kỹ thuật, học về lập trình. Các bạn mua cái này. Thầy khuyến khích các bạn nhé, về nó bố mẹ đấy. Đầu tư cho các bạn cái con này. Nó không có nhiều tiền cả, nhưng các bạn dùng để các bạn vọc nó thì các bạn sẽ giỏi. Học máy tính mà chúng ta không có gì để vọc cả. Chúng ta cầm máy tính chúng ta học hàng ngày, chúng ta đâu dám đụng vào, xóa sửa, lỡ may ngày mai không học được, chúng ta mất bài học. Thì chúng ta mua một cái máy tính Raspberry bé bằng cái hộp thuốc lá đó. Thì chúng ta có thể cài đặt hệ điều hành, cài ứng dụng, chúng ta phải lập trình trên nó tất cả mọi thứ, thì chúng ta học được rất nhiều. Và cái này chúng ta có thể cài có thể hệ điều hành Raspberry, có thể cài Win, có thể cài cái hệ điều hành của Apple, đúng không? Apple chúng ta cũng dùng được, hoặc là cài Linux, cài Unix, cài hệ điều hành của máy nguồn mở. Thì chúng ta thao tác chúng ta học được rất nhiều thứ trên này. Thì chúng ta mới rành được về máy tính.
rằng được cái việc mà một cái điều hành nó kiểm soát các ứng dụng như thế nào. Vậy thì các bạn nên mua cái này nha các bạn. Rồi các bạn nào trong hệ khảo sát, bạn nào quan tâm tới máy tính Raspberry và muốn rằng về cài đặt hệ điều hành, sử dụng hệ điều hành, những người mà muốn giỏi máy tính là chắc chắn là phải mua một cái máy tính riêng để chúng ta là chuyên làm cái việc cài đặt này. Chúng ta học được rất nhiều thứ nha. Từ từ các bạn sẽ thấy được cái máy tính này cực kỳ mạnh. Nó có thể gắn vào một con robot để nó điều khiển con robot, đúng không? Tại vì nó có nhiều cái chức năng trên này. Bạn nào quan tâm tới cái này có thể giơ tay thầy khảo sát xem coi là các bạn. Cái máy tính này nó không có mắc. Và chúng ta tha hồ, chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta vận trên này. Ở trên cái máy tính Raspberry này nó nổi tiếng ở cái chỗ này nữa này các bạn. Là trên này các bạn sẽ thấy là nó có một cái hàng chân. Thì cái này nó gọi là cái thành phần kết nối điều khiển tín hiệu. Điều khiển tín hiệu bên ngoài. Ví dụ như các bạn muốn điều khiển một con robot thì nó có những cái chân này này, nó định nghĩa cho chúng ta để chúng ta điều khiển con robot. Hoặc là hiện nay chúng ta có cái sự phát triển về IoT chẳng hạn. Thì chúng ta muốn điều khiển tất cả những cái hệ thống trong nhà. Muốn tắt điện, mở điện, bật cầu dao, muốn mở cái gì. Thì chúng ta có thể dùng cái máy tính Raspberry này, chúng ta nối các thiết bị IoT này vào cái cổng này. Thì trên máy tính chúng ta điều khiển được hết. Thì cái máy tính này nó phát triển cho cái mục đích education. Nha các bạn, education. Để giúp cho trên toàn thế giới có thể tiếp cận và học về máy tính một cách dễ dàng với một chi phí cực rẻ. Các bạn mua cái này ở nhà, các bạn có sẵn tivi, các bạn cắm vào cổng HDMI này, đúng không? Trên này nó có cả cổng wifi sẵn trên này luôn, và có cổng dây mạng ở đây nữa. Các bạn có thể dùng một máy tính khác để các bạn đăng nhập vào cái máy tính này để các bạn điều khiển, mà các bạn không cần mua chuột, không cần mua bàn phím, không cần mua thêm màn hình, không cần mua gì cả. Chúng ta chỉ cần một cái CPU cơ bản là cái mainboard này thôi. Là chúng ta mua thêm cái flash SSD này, nó có khoảng là 200 cho đến 350 ngàn. Chúng ta có thể mua cái này để chúng ta mua 2 cho đến 3 cái đều được hết nha. Chúng ta mua 2-3 cái để làm gì? Đầu tiên chúng ta mua 2 cái đi. Một cái chúng ta có thể cài hệ điều hành của Raspbian. Một cái chúng ta cài có thể là của Linux, đúng không? Linux là dân chuyên nghiệp mới dùng đấy. Linux tức là mã nguồn mở đấy. Hoặc là chúng ta có thể cài Win. Đó. Thì mỗi một cái thẻ nhớ chúng ta muốn khởi động bằng hệ điều hành này, thì chúng ta chỉ cần cắm cái thẻ nhớ đấy vào là chúng ta khởi động được nó, chúng ta dùng. Thì hai cái này nó giúp cho chúng ta có thể sử dụng được cái, chúng ta phục vụ cho cái việc học hành. Rồi chúng ta nâng cấp dần lên, chúng ta mua những cái, chúng ta làm những cái dự án phát triển về IoT để điều khiển IoT, để chúng ta điều khiển các tín hiệu trong nhà. Chúng ta muốn bật tắt TV, muốn bật tắt đèn, bật tắt kiểm soát rèm cửa chẳng hạn. Ví dụ trời sáng quá thì nó kéo rèm cửa lại. Đại loại là cái xu hướng của thế giới bây giờ là điều khiển các thứ bên ngoài, tức là qua cái sự phát triển IoT này. Thì các dự án về IoT bây giờ học sinh đang phát triển làm rất nhiều, và dựa vào cái máy tính Raspberry này, nó có cái cổng này để chúng ta điều khiển nó. Ở đây nó có cả cái cổng với camera nữa các bạn. Camera và cổng âm thanh này các bạn thấy không? Camera để làm gì? Để khi các bạn gắn vào một cái con robot, các bạn muốn sử dụng tín hiệu camera để chúng ta điều khiển, chúng ta nhận diện, thì cái camera này nó cũng giúp để nhận diện xử lý, thì nó có cái khe cho chúng ta cắm cái camera ở đây. Hoặc là chúng ta học online, chúng ta cũng dùng máy tính này, chúng ta vẫn học online như bình thường, bởi vì nó có cổng audio, có cổng camera, chúng ta cài phần mềm Zoom như này, chúng ta học vẫn ok. Tức là bản thân nó là một cái máy tính mà, nên chúng ta làm được hết. Thì nếu chúng ta học thông thường thì chúng ta mua cái loại có chừng 2GB.
là chúng ta có thể sử dụng được rồi nhé. Cái RAM của nó 2G là chúng ta dùng được rồi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng mà cả Office giống như một máy tính bàn thông thường thì chúng ta phải mua tối thiểu là 4G, và nó cũng có các loại 8G nữa thì nó mắc hơn. Đúng không? Thì các bạn sử dụng cái này nó sẽ giúp cho các bạn học rất là nhiều. Nếu bạn nào quan tâm đấy thì có thể tìm hiểu đi, Raspberry 4 các bạn tìm hiểu rồi thuyết phục bố mẹ thì bố mẹ đầu tư cho. Còn nếu mà muốn mua thì hỏi thầy, thầy sẽ chỉ chỗ cho mua nhé, để các bạn thực hành. Đây, thầy cho các bạn xem rõ hơn một cái máy tính Raspberry như sau. Các bạn thấy không? Khi nó đóng trong một cái hộp, nó bé một cái hộp thuốc này, các bạn có thể nối, các bạn dùng được thoải mái. Nó có cổng HDMI nối với TV này, cổng SD này để chúng ta đưa dữ liệu vào này. Rồi chúng ta có những cái cổng mạng này, cổng USB này. Đúng không? Đấy, chúng ta có rất nhiều cổng để chúng ta kết nối. Và người ta lưu ý cho chúng ta là cái hàng cổng, cái chân ở trên này, nó định nghĩa cho chúng ta là có tới là 40 cái GPIO. Thì những ai mà lập trình về robot, đó, lập trình robot, ví dụ như chúng ta lập trình robot có thể là bằng cái ngôn ngữ gì các bạn, ngôn ngữ gì Dương? Dương hay dùng ngôn ngữ gì đó? C cộng cộng đó này. Ngoài C cộng cộng nó còn ngôn ngữ gì nữa? Có Python nữa thôi, có C. Học cái Python đó. Thì khi chúng ta lập trình điều khiển về robot hay về IoT thì người ta sử dụng nhiều ở cái Python này nha. Thì cái Python này nó giúp cho chúng ta học để điều khiển các linh kiện, các thiết bị. Ví dụ chúng ta muốn điều khiển cái động cơ nó quay chẳng hạn. Chúng ta đang giả lập là điều khiển cái động cơ nó quay, cái motor nó quay để chúng ta cho con robot nó đi. Thì chúng ta dùng Python để chúng ta có thể điều khiển được. C cộng cộng cũng điều khiển được. Nhưng mà C cộng cộng thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái hàm thư viện nó mạnh trong các lập trình quản lý nhiều hơn nha. C cộng cộng nó có lập trình quản lý hoặc là chơi game các thứ, thì trên C cộng cộng nó phổ biến. Chúng ta xây dựng những cái phần mềm quản lý cho ngân hàng, cho các siêu thị, các tổ chức thì người ta sẽ học nhiều trên C cộng cộng này để người ta xây dựng các phần mềm. Còn những cái điều khiển về robot IoT thì người ta dùng Python nhiều hơn. Mặc dù C cộng cộng vẫn làm được, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ phải xây dựng hàm nhiều hơn cho nó. Tức là mặc định nó không có thì chúng ta phải tự lập trình sẵn cho nó. Còn Python thì nó có sẵn khá là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta học C cộng cộng thì chúng ta sẽ giỏi trong cái việc chúng ta xây dựng các đối tượng, các hàm số cho riêng mình. Sau này chúng ta có, chúng ta dùng nó. Thì nó có cái hay của nó nha các bạn. Các bạn muốn phát triển về ngôn ngữ mà chúng ta phát triển theo hướng quản lý thì chúng ta sẽ học sâu rộng nhiều hơn. Thì hiện nay thầy chưa dạy cho các bạn mấy cái này ngay, bởi vì thầy phải phổ cập cho các bạn những cái căn bản cái đã. Thì sau này các bạn học lập trình, các bạn đụng tới mấy này, các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Để thầy xem coi là những bạn nào quan tâm tới cái Raspberry này. Thì ở đây thầy thấy nhiều bạn mê chơi game nhưng mà lại ít quan tâm tới vấn đề máy tính. Đó. Thì nếu bạn nào muốn mình giỏi về máy tính, giỏi ở đây trước tiên thầy muốn nói là giỏi vấn đề sử dụng căn bản, thì chúng ta có thể kiếm một cái máy tính cũ hoặc là một cái máy tính Raspberry này. Thường thì máy tính Raspberry này chúng ta sẽ làm được nhiều việc hơn, thấy không? Còn máy tính cũ chúng ta cũng giải quyết tạm thời được để chúng ta học một số thứ. Còn mà chúng ta muốn học phát triển nhiều project thì chúng ta phải dùng cái máy tính này thì chúng ta phát triển được rất nhiều thứ. Về lâu về dài thì các bạn nên dùng này. Ở đây các bạn thấy là nó có rất nhiều các cổng kết nối. Ở đây nó có phân biệt các màu khác nhau đó các bạn. Ví dụ chúng ta muốn quản lý
theo cái ứng dụng nào về mặt quản lý điều khiển ấy, nó chia làm nhiều màu, thì mỗi màu là những cái nhóm điều khiển. Ví dụ như thầy lấy những cái chân này này để thầy mục đích thầy làm trong các project điều khiển, thầy dùng những cái chân này. Đây nó xếp thành những cái chân mà trong cùng một nhóm, các bạn thấy không? Cùng một màu này để điều khiển. Sang màu khác là nó sang nhóm ứng dụng khác. Vậy thì theo cái project thì chúng ta mới cần dùng cái nó. Trước tiên là các bạn phải học những cái cơ bản trước, học cài đặt hệ điều hành. Đầu tiên là các bạn phải học gì? Cái cách để chúng ta nạp cái hệ điều hành vào trong cái SSD này để cho cái máy tính này nó chạy, là chúng ta cài đặt đấy. Rồi chúng ta cài đặt các ứng dụng vào bên trong này để chúng ta sử dụng cái ứng dụng đó cho mục đích khác nhau. Điều khiển cái gì thì chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng đó. Nó có rất nhiều ứng dụng. Thì chúng ta phải làm quen ở những cái bước như vậy. Điều khiển cái cục thiết bị này, cài đặt hệ điều hành, cài đặt các ứng dụng. Đó là cái căn bản nhất mà đối với các bạn dùng máy tính thì nên biết về nó. Thì những cái thành phần mà về CPU các thứ thì thầy cũng đã giới thiệu cho các bạn là cái cục CPU nó quan trọng rồi. Nhưng mà bên trong CPU này thì nó có những cái gì? Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là cái CPU này nó xử lý thì nó cần đưa tín hiệu từ trên bên bo. Nó đưa tín hiệu vào bên trong này. Vậy thì tín hiệu ở đây là các trạng thái khi mà đưa vào. Thì nó cần những cái thành phần nằm ở bên trong này để nó. Đầu tiên là chúng ta thấy là nó điều khiển nó điều khiển các luồng tín hiệu này sẽ đi về đâu vào trong những thành phần tính toán nào, thì cái CPU này nó sẽ điều khiển cái luồng tín hiệu đó. Thì cái thành phần đầu tiên trong CPU chúng ta thấy là có cái thành phần gọi là CPU. Ngoài ra chúng ta thấy là nó tính các phép tính cộng trừ nhân chia, đúng không? Cộng trừ nhân chia hoặc các phép tính về logic, thì nó cần có cái thành phần để tính toán, thì chính là cái ALU này để nó làm việc đó. Và có thêm những thành phần phụ nữa. Vậy thì chúng ta nhìn thấy trong con chip này thực ra nó chia thành nhiều cái thành phần lắm, và nó chia thành nhiều core, nhiều lớp để nó xử lý cho nó nhanh. Thì sau khi xử lý xong, nó trả tín hiệu ra tín hiệu output, thì tín hiệu này nó sẽ truy xuất đến cái linh kiện nào để làm việc gì, đúng không? Thì nó sẽ trả luồng tín hiệu đi ra, còn cái luồng tín hiệu này đi vào cục CPU. Vậy thì trên cái main board chúng ta sẽ thấy có luồng tín hiệu đi vào cho CPU và có luồng tín hiệu đi ra của CPU, nó trả kết quả ra, đúng không? Nó trả kết quả ra. Các bạn nên nhớ một điều là khi chúng ta cài đặt hệ điều hành đó, nó gọi là operating system đó, cài đặt hệ điều hành. Thì cái hệ điều hành này này, nó sẽ đưa cái gì cho CPU xử lý, và CPU phải trả gì cho nó để nó quản lý nha các bạn. Nó phải quản lý cái này. Thì chúng ta thấy hệ điều hành này nó sẽ quản lý cái CPU này để giúp tính toán trước khi mà nó hiển thị ra màn hình. Hiển thị ra màn hình hoặc là hiển thị ra máy in hay tất cả cái output nào, thì cái hệ điều hành nó sẽ kiểm soát toàn bộ từ CPU, RAM, ổ cứng, tất cả mọi thứ là hệ điều hành này nó sẽ quản lý hết. Kể cả cái ứng dụng nào chúng ta cài lên trên và cần xài RAM CPU như thế nào đều do hệ điều hành nó cấp phát cho mình hết. Hệ điều hành nó gần như là quản lý chung. Thì cái thanh RAM như thầy giới thiệu là nó là bộ nhớ trung gian. Và theo các đời công nghệ nó phát triển thì chúng ta thấy là nó phát triển từ DRAM thông thường đến DRAM 4. Thì chúng ta thấy là cái dung lượng lớn hơn, tốc độ truy xuất nhanh hơn. Và chúng ta thấy là cái chân cắm này nó cũng thay đổi các bạn. Cái chân cắm nó thay đổi rất là nhiều. Và cái dung lượng nó khác, tốc độ truy xuất nó cũng khác nhau. Và cái tốc độ trả dữ liệu, nó xử lý, nó trả dữ liệu trên này nhanh hơn. Thì chúng ta thấy các RAM sau này nó phát triển lên. Ở đây thầy cho chúng ta thấy là cái bộ nhớ ngoài RAM ra đó, thì cái bộ nhớ này gọi là bộ nhớ ROM.
Bạn nào giúp thầy cho thầy biết là cái bộ nhớ ROM để làm gì các bạn? Bạn nào biết không? Nó gọi là bộ nhớ ROM. Nó gọi là Read Only Memory. Bất cứ một cái máy tính, một cái mainboard nào cũng phải có cái bộ nhớ này hết. Để làm gì các bạn? Các bạn học về máy tính nhiều mà. Mời Cao Minh đoán thử coi để làm gì? Dạ, để dự trữ thông tin. Dự trữ thông tin. Và chúng ta có ổ cứng SSD hoặc HDD để dự trữ thông tin không ạ? Vậy cần ROM để làm gì? Còn biết chúng ta cũng có thân RAM để chúng ta lưu dữ liệu tạm thời. Dữ liệu tạm thời để cho CPU xử lý rồi. Vậy thì cái ROM để làm gì? Rồi mời bạn Thanh Bình xem. Đoán thử. Là Read Only Memory. Là để làm gì? Vậy là để đọc. Nó đọc cái gì trong này mà cần nó? Vậy là dữ liệu. Ủa, dữ liệu chúng ta có thể lưu được trên ổ cứng SSD hoặc HD như thầy nói rồi. Hoặc trên thanh RAM rồi. Cần gì ROM? Rồi lúc nãy bạn Dương có giơ tay, Dương thử đoán thử cho thầy xem. Dương. Con nghĩ là cái ROM này là để khi mà mình khởi động máy lên thì nó có phép, nó có thể lưu dữ liệu lại để RAM nó biết được. Đó chính là nó nên lấy cái dữ liệu tạm thời nào từ cái ROM này để mà nó xử lý, nó đưa cho CPU xử lý. Bạn Dương nói gần chính xác. Chúng ta nhớ rằng á, khi chúng ta bật nguồn lên thì đầu tiên là máy tính nó sẽ lấy một cái chương trình kiểm tra, nó gọi là check. Cái chương trình kiểm tra này nó được lưu ở đâu? Nó được lưu ở trên cái bộ nhớ ROM này. Khi chúng ta mua một cái mainboard hay một cái máy tính là nó đã in sẵn cho chúng ta một cái ROM trên này rồi. Và nó cài sẵn cho chúng ta một cái chương trình của cái mainboard này để kiểm tra tất cả các phần cứng, tức là tất cả các linh kiện đấy như thế nào. Vậy thì cái chương trình nằm trên cái con ROM này nó được khởi động lên ngay chúng ta bật nguồn đấy để nó kiểm tra phần cứng ok hay không. Nếu kiểm tra ok đầy đủ thì lúc đó nó sẽ cho phép chúng ta là lấy dữ liệu từ trên ổ cứng HDD hoặc là ổ cứng SSD này. Tức nghĩa là nó lấy cái phần data mà nó chứa hệ điều hành OS, bắt đầu nó load cái hệ điều hành này lên nó chạy. Thì lúc này cái máy tính của chúng ta hiện lên cái giao diện chính là cái chương trình mà của hệ điều hành nó đã chạy rồi. Vậy thì để mà nó load được cái hệ điều hành này lên này thì nó phải kiểm tra chứ. Nên chính vì thầy theo dõi cái sự kiểm tra này, thầy mới biết được cái máy tính của cháu thầy là nó bị hư cái quạt. Và khi nó bị hư cái quạt là nó không đủ điều kiện đảm bảo cho máy tính chạy. Tự động nó ngắt luôn, không cần phải vô tới hệ điều hành nữa, là nó ngắt luôn. Nó báo xong là báo hư, nó ngắt. Ví dụ nó báo nó thấy là RAM hư chẳng hạn, không xài được nữa, báo xong RAM hư, tắt. Bởi vì nó đâu có RAM đâu mà nó sẽ tải dữ liệu hệ điều hành lên trên RAM này, đúng không? RAM hư rồi đâu xài được, hoặc CPU hư chẳng hạn đâu xài được không? Thì chúng ta mới thấy là cái con ROM đây này, khi chúng ta mua máy tính là nó đã cố định, nó chứa một cái chương trình ban đầu để kiểm tra máy tính. Nên chúng ta muốn biết máy tính nó hư gì, chúng ta chỉ biết có hư phần cứng hay không, chúng ta khởi động máy tính, chúng ta quan sát là chúng ta đã biết được rồi. Chúng ta có thể bấm phím F2, đúng không? Để chúng ta đi vào trong một cái giao diện, nó gọi là cái BIOS. Cái BIOS này chính là cái chương trình được lưu sẵn cố định ở trên cái con ROM này để làm nhiệm vụ kiểm tra phần cứng. Thầy kể kinh nghiệm của thầy như sau. Ngày xưa đấy, vui lắm, thời thầy sinh viên,
Thầy năm 2, bạn thầy máy tính nó bị hư. Máy tính nó không chạy được. Thằng này không chạy được. Thì thầy mới giúp. Thầy thấy máy tính này phần cứng không bị hư gì hết. Thầy mới đút ổ đĩa DVD vào. Gọi là ổ đĩa CD ấy. Thầy đút vào để thầy cài chương trình. Thầy đút được thầy không cài được. Thì theo các bạn, tại sao thầy không cài được? Bạn nào đoán cho thầy sao? Sau đó thầy mới cài được. Thầy mời bạn Tuấn Minh cho thầy ý kiến xem. Tuấn Minh. Con này ạ. À, đoán được ngay. Thầy đút đĩa CD vô. Thầy không thể cài được. Lúc nào nó vô nó báo sao lẻ. Thầy nói gì ấy thầy? Thầy đang nói là cái máy tính của bạn thầy nó bị hư để hệ điều hành. Thầy đút đĩa CD vô thầy cài. Nhưng mà thầy cài không được. Nó không bao giờ nó đọc được cái đĩa CD này. Lý do là tại sao? Nó không phù hợp với hệ điều hành. Đó. Thầy đang muốn cài lại hệ điều hành mà. Nên cái chuyện hệ điều hành nó không hiểu kệ nó chứ. Hệ điều hành nó bị lỗi, thầy chấp nó luôn. Thầy đút đĩa CD cho thầy cài mới lại. Có thể là do cái phần mềm để đọc cái đĩa CD đấy không phù hợp vậy ạ. Phần mềm. Lúc này nó đâu có phần mềm gì đâu. Cái mà dùng để đọc cái đĩa CD đấy. Rất đúng. Chưa chính xác lắm. Mời Cao Minh. Cái ROM nó đâu không có đọc được đúng không thầy? À, cái ROM nó chỉ chứa chương trình khởi động và kiểm tra thôi. Mời bạn Dương. Thì bảo là thì dùng ổ để CD, mà ổ để CD là để dùng để kiểu phát nhạc mà thầy, phát file MP3 thì có cái ổ CD nó làm được nhiều chức năng lắm. Nó đọc dữ liệu trên cái đĩa mình đĩa gì nó đều đọc được hết. Cái vấn đề ở đây là trong cái BIOS này nó có một cái khái niệm nó gọi là thứ tự khởi động. Thì bây giờ nó truy xuất dữ liệu, chúng ta có thể lấy thứ tự thứ nhất là ổ đĩa mềm là FPD, thứ hai là ổ cứng, tức nghĩa là nó gọi là CD, ổ CD drive, đúng không? Thứ ba là chúng ta cho nó là thứ tự là ổ cứng HDD hoặc là SSD. Thứ tư là chúng ta cho khởi động từ USB. Nó bốn thứ tự khởi động. Mà trong cái chương trình này nó cho phép chúng ta đổi thứ tự hết cái này. Thì bạn thầy ấy, không biết nhờ ai đó để mà truy xuất cho nó nhanh. Thì bạn thầy mới đổi thứ tự là đưa cái HDD này khởi động lên trước. Còn cái CD này cho nó xuống thứ hai. Thì các bạn thấy là cái thứ tự khởi động của nó là số 1 là HDD. Mà giờ ổ cứng này nó bị hư rồi. Nó bị hư hệ điều hành. Nên nó cứ chạy lên là nó vô luôn ổ cứng. Ổ cứng này nó hư luôn. Nó không chạy được. Thầy đoán nó hư rồi. Thầy đút đĩa CD vô nó không hiểu. Bởi vì nó không bao giờ nó tiến đến thứ tự thứ hai này. Là CD để nó đọc. Nên thầy không bao giờ thầy cài được. Sau khi thầy suy nghĩ một lúc, thầy kiểm tra trên cái BIOS này, thầy mới phát hiện ra chỗ này. Thầy mới đảo thứ tự, thầy đưa nó về đúng, là thầy đưa FDD này không xài nữa bỏ. Thầy cho cái CD này là số 1, HDD này là số 2, đúng không? Sau này các bạn nên sửa HDD số 3, đưa USB này lên là số 2. Đấy. Thì như vậy khi mà chương trình nó khởi động lên là nó sẽ chạy vào ổ CD này trước. Thì trên cái đĩa CD này thầy có chương trình khởi động và cài đặt hệ điều hành. Thì lúc này thầy cài được. Thì các bạn, thì cái BIOS này nó có kiểm soát thứ tự đọc dữ liệu ở trên các ổ nhớ ngoài. Nên nhiều khi chúng ta không làm được bởi vì chúng ta không hiểu cái này. Dẫn đến chúng ta không làm được không? Sau này bây giờ các máy tính, laptop nó bỏ luôn ổ đĩa CD này rồi. Nên chúng ta sẽ cài đặt khởi động từ ổ đĩa USB này nha các bạn.
Bây giờ chúng ta có thể mua một cái cục USB. Chúng ta về nhà chúng ta tạo, nó có những cái phần mềm online để chúng ta tạo một cái USB khởi động và chúng ta copy cái hệ điều hành vào đây. Thì khi chúng ta boot USB vào, chúng ta có thể cài đặt được hệ điều hành, cài mới máy tính một cách dễ dàng nha các bạn. Thì cái USB này bây giờ đóng vai trò quan trọng, chứ CD này giờ nó cũng dẹp rồi. Chỉ có máy tính bàn mới còn thôi. Bây giờ ít ai cần tới cái ổ CD lắm. Kể DVD cũng không cần, nó xài USB hết. Rồi ở dưới này thầy giới thiệu thêm lại, chúng ta thấy là nó có sao cạc nữa này. Nó cũng có onboard. Chúng ta muốn nó âm thanh nó hay hơn, nó xử lý âm thanh nó trong trẻo hơn, xuất ra âm thanh nghe hấp dẫn hơn, thì người ta sẽ dùng cái sao cạc, cũng là cái bo mặt mà chuyên xử lý âm thanh thì nó sẽ hay hơn, và gắn sao cạc. Hoặc là chúng ta thấy cái video cạc như lúc nãy thầy nói, nó có thể on bo, hoặc là chúng ta mua cả mình rời thì nó không chỉ có các cổng nhiều hơn để chúng ta giao tiếp, mà nó sẽ có những cái CPU chuyên dụng, có những cái bộ nhớ trên này, thì nó sẽ xử lý tốt hơn, các bạn thấy không? Tại sao một cái mặt cà mần rời nó hầm hố như vậy? Những bạn mà chơi game 3D với những cái mà đòi xử lý hình ảnh mà nó không bị lắc, đúng không? Xử lý mạnh thì bắt buộc chúng ta phải mua những cái cà mần rời này. Đấy. Là chúng ta mua cà mần rời của những người xử lý đồ họa đấy, chúng ta gắn và chúng ta chơi game. Là nó rất là mạnh. Nhưng mà như vậy là chúng ta đang hao tiền cho cái vụ này. Có bạn thì thấy là kêu mẹ đi mua cái máy tính tới 20 mấy triệu, đúng không? Rất là tốn tiền. Thì thầy nói thêm một chút xíu nữa, thì các bạn sẽ thấy là trên cái bên bo chúng ta có một cái con RAM, cái con ROM. Thì chúng ta sẽ lưu cái chương trình BIOS để chúng ta kiểm soát khởi động nha các bạn. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta khởi động lên ấy, để lưu giữ những cái cài đặt mà chúng ta thay đổi thứ tự, thay đổi những cái cấu hình ở trên cái giao diện BIOS này. Ngày xưa cái giao diện BIOS của thầy ấy, thầy xài ấy, nó là cái giao diện như vậy nha các bạn. Ngày xưa giao diện BIOS nó là cái này. Ngày nay ấy, người ta chuyển nó sang một cái dạng nó gọi là UEFI. Thì cái này nó là cái giao diện mới, nhưng người ta vẫn gọi tên nó là BIOS. Cái cách thức nó khác nhau, nhưng mà tên gọi nó vẫn là BIOS, để nó quen thuộc với chúng ta. Nhưng mà bản chất là nó chỉ là kiểm soát các phần cứng khởi động, và nó thiết lập những cái chế độ, đúng không? Thiết lập những cái chế độ để bảo vệ. Ví dụ có thể thiết lập cái password để chúng đăng nhập vô phá cái chương trình BIOS này của chúng ta. Nó khóa lại một cái là chúng ta khỏi xài luôn. Nó chỉnh sửa lại là khỏi xài. Thì chúng ta thấy cái giao diện mới bây giờ nó có tên này, nhưng người ta vẫn gọi nó là BIOS. Mục đích để kiểm soát phần cứng và chỉnh sửa thứ tự khởi động. Và để lưu cái thứ tự đó, người ta sẽ dùng một cái pin. Nó gọi là cái cục pin này này. Cục pin này nó gắn trên cái mainboard của laptop hoặc là máy tính bàn để giúp cho chúng ta lưu trữ lại những cái cài đặt này. Thì chúng ta lưu cái BIOS này. Vậy thì các bạn về nhà, các bạn có thể dựa trên căn bản thì dạy, các bạn còn thắc mắc thêm cái này, các bạn có thể tìm hiểu thêm nha các bạn. Đấy. Các bạn tìm hiểu thêm. Chúng ta nhớ cái CMOS này là nó sẽ lưu cái trạng thái điều chỉnh. Còn cái BIOS này nó là cái chương trình của chúng ta, cái chương trình ban đầu mặc định. Khi chúng ta điều chỉnh cái gì nó sẽ lưu vào trong cái CMOS. Và cái CMOS này nó được nuôi bằng cục pin. Đúng không? Vậy thì nếu chúng ta hết pin thì cái CMOS này nó không có giữ được, nó sẽ mất đi cái thông tin đó rồi. Đây, tạm thời thì chúng ta dừng ở đây về các phần cứng linh kiện các thứ. Thì hôm sau chúng ta sẽ học tiếp về các hệ điều hành và các công nghệ của chúng ta. Rồi bây giờ thầy khảo sát các bạn tí trước khi các bạn nghỉ này. Bạn nào cảm thấy rằng cái học về cái máy tính như ngày hôm nay
nó hữu ích cho chúng ta, giơ tay xem. Bạn nào cảm thấy rằng cái nội dung căn bản buổi học ngày hôm nay thầy giúp cho các bạn để hiểu về máy tính căn bản, bất cứ ai dùng máy tính chúng ta cũng phải hiểu này, thì như vậy chúng ta mới kiểm soát được cái việc sử dụng máy tính nó chuẩn được. Bạn nào cảm thấy hữu ích chúng ta giơ tay. Bạn Tuấn Môn có thể cho thầy ý kiến thêm không? Không, con có không có ý kiến lắm. Sao không thấy phản hồi? Bạn Đăng Khoa, con có không nghe thấy. Đăng Khoa cho thầy ý kiến. Đăng Khoa, dạ, cho thầy ý kiến về cái việc chúng ta học máy tính như ngày hôm nay ấy, thì nó có hữu ích hay không? À, có, em quên chưa rồi tại. À, còn bạn Phong, bạn Phong có ý kiến gì không? Cho ý kiến. Phong, Phong không thấy phản hồi, là không biết đang làm gì. Nếu mà chúng ta cảm thấy là hữu ích thì chúng ta mới học nhé. Còn nếu không có hữu ích thì chúng ta không nên kết nối vào để đỡ mất thì giờ nha các bạn. Thầy là thầy chỉ muốn hướng dẫn cho những bạn nào thực sự quan tâm. Đó, quan tâm. Tại vì trước sau thì các bạn cũng sẽ phải học thôi. Ở trong trường các bạn năm sau lớp 9 thì các bạn sẽ học rất nhiều về những cái này. Thì nhưng mà trên trường sẽ dạy một số cái nội dung. Còn thầy sẽ dạy những cái nội dung nó hơi khác. Thầy dạy theo cái chương trình IGCD để giúp cho những bạn nào có mục đích thi cái đó thì các bạn cũng có những cái kiến thức chuẩn để các bạn ôn thêm, các bạn thi cái lấy cái bằng đó, cái bằng gọi là bằng IGCD của anh ấy. Thì những bạn nào đang học cái chương trình đó thì sẽ cần những cái này để các bạn thi. Rồi buổi học ngày hôm nay